không dám nhận lỗi là ngầm chấp nhận mình đúng, người sai, nên không bao giờ chịu sửa đổi tật nóng giận của mình. Con người thật là mâu thuẫn, đến với Phật kết hà lạy lục, mong cho con được sáng suốt, thanh tịnh, mà những thói xấu không chịu bỏ, đó là điều rất thực tế, Phật tử vẫn còn lúng túng. Tôi nói nóng giận là cái nổi nhất, còn tham lam bu si ngầm bên trong khó bỏ hơn nữa. Người tham lam có 1 triệu, muốn 2 triệu, có 2 triệu, muốn 3 triệu, không dừng lại bao giờ. Có ít, muốn nhiều, muốn hoài, cũng không bao giờ thấy đủ. Chúng ta tưởng tham không dính dáng gì sân, nhưng thật tình tham là cha đẻ của sân hận. Ví dụ ra chợ thấy món hàng vừa ý mình muốn mua, nghe người bán nói 500, mình trả 300, người ta chưa chịu bán. Lúc đó có người trả 400, người ta bán. Vậy là mình nổi tức lên, rõ ràng giận từ tham mà ra. Đó là những cái tham nhỏ, chưa phải trong tầm tay của mình. Còn những cái tham trong tầm tay của mình, ta quý, ta thích nó, khi mất mình sẽ sân giận tới đâu nữa. Thí dụ, mình vừa sắm được cái lục bình vừa ý, bất thần đứa cháu sảy tay làm rớt bể. Lúc đó cơn nóng đùng đùng nổi lên, mình la ó ôm sờm. Cái nóng giận đó do tham của quý, muốn giữ mà mất nên mình mới sân hận. Như vậy có thể nói tất cả sự nóng giận đều bắt nguồn từ lòng tham. Như ta muốn được khen, được danh thơm tiếng tốt mà bị người chê thì nổi nóng liền. Tham danh, tham lợi, tham tài, tham sắc, tham cái nào mà không được cũng dẫn đến sân hận cả. Song lòng tham gốc từ si mê mà ra. Như mạng sống của chúng ta qua một ngày là mất một phần, cuộc đời vô thường, ngày nay sống chưa chắc ngày mai đã còn. Người thấy được lý vô thường là thấy được lẽ thật. Do vô thường, thở ra không hít lại là chết. Mạng sống này đâu có đảm bảo dài lâu. Nhưng nghe ai nói ngắn thì mình buồn, mình cự lại. Còn nghe nói dài, sống đến 100 tuổi là vui liền. Như vậy không phải si mê là gì. Chúng ta thường sống với những ảo tưởng, mơ ước không có lẽ thật. Đó là gốc từ si mê. Nếu ai nói mạng mình yếu, ta liền xét biết cuộc sống trong hơi thở không hiểu sao được. Nói vậy, biết vậy thì cười thôi, không giận hờn ai, vì không có trí tuệ. Ta sống trong ảo tưởng, không đúng lẽ thật, nên sanh ra tham lam sân hận, đủ thứ phiền não che lấp tâm chân thật. Từ si mê cho rằng đời sống cả 100 năm, rồi lo tạo dựng sự nghiệp, không có ngày cùng, đến tắt thở cũng chưa rồi. Vì vậy mà cả một đời người mấy chục năm, chúng ta cứ lao vào hình thức vật chất, không nghĩ tới tâm tư của mình trong sáng hay tối tăm. Chúng ta không biết trau dồi tâm tánh của chính mình chút nào hết, mà lại đuổi theo những cái tạm bỡ bên ngoài. Đời này tạo lập, xây dựng, nếu lỡ chết đi thì tiếc nuối không bỏ được, nên rồi phải trở lại nữa. Thế nên Phật nói si mê là gốc của luân hồi. Chúng sanh trở đi trở lại không giải thoát được, gốc từ si mê mà ra. Từ si mê chúng ta có đủ thứ sai lầm. Si mê về sự sống, si mê danh vọng, si mê sắc đẹp. Bởi nghĩ mình đẹp nên ai chê xấu thì giận, nghĩ mình khôn nên ai chê ngu thì giận. Người ta cứ tưởng tượng về mình, chứ sự thật chắc gì mình đẹp, chắc gì mình tốt, chắc gì mình khôn. Nhưng nghe khen thì vui, cái chê thì không chịu. Như vậy có phải si mê không? Con người chịu hết khổ này tiếp nối khổ kia, không thoát được làm gì thế? Bây giờ nếu chúng ta biết rõ mạng sống vô thường, thân này không thật, ta không là gì trong xã hội này cả, thì có gì để tự hào ngạo mạn, nghĩ mình là rơm là rác? Tự nhiên ta sẽ buông bỏ được những thứ tạm bỡ quanh mình, sửa đổi những thói hư tật xấu thành ra tốt đẹp. Biết thân này không có giá trị chân thật thì sẽ không còn đắm luyến nó nữa. Ta biết vươn lên tìm cái chân thật, đó là biết lo cái đáng lo, bỏ cái đáng bỏ. Chúng ta kiểm lại 3 điều: 1 là mạng sống trong hơi thở, 2 là thân này hư dối tạm bợ, không có gì quan trọng, 3 là ta vẫn còn nhiều khiếm khuyết cần phải tu sửa. Nhớ như vậy, chúng ta sẽ tập trung vào việc tu dễ dàng, gạn lọc tâm trong sạch, thanh tịnh. Tịnh hóa được thân tâm rồi thì các thứ hình thức vật chất trong cuộc sống này không thể lôi kéo chúng ta được nữa. Đó là một lẽ thật. Thật vậy, khi nhìn lại thấy thân này là đẩy da hôi thối, giống như cái bô đẩy kỹ, có ai đi ngang bịt mũi, mình sẽ cười nói tránh đường cho cái bô đi. Như vậy đâu có khổ. Rõ ràng lâu nay chúng ta sống trong mê lầm, bây giờ phải gan lên,
phải thấy được lẽ thật thì đời sống của mình mới an lành tự tại. Lúc nào cũng nhớ từ si mê sanh ra tham lam, từ tham lam sanh ra nóng giận. Ba thứ này là phiền não, rất độc, cần dẹp bỏ, chứ không thể nuôi dưỡng được. Nhưng chúng ta có bệnh, biết sai mà không can đảm sửa liền, cứ hẹn từ từ. Như vậy đòi tu mau ngộ đạo, mau thành Phật sao được? Bởi vì tu là phải dùng trí tuệ thấy đúng như thật, cái gì ảo tưởng phải chừa bỏ. Như vậy mới hết gốc mê, hết mê mới hết khổ. Chúng ta không gian, không dám nhìn thẳng, không dám bỏ thì không bao giờ được an lạc giải thoát. Khổ đau không phải từ đâu đem đến, mà tại chúng ta không sáng suốt, không có trí tuệ. Có người nghe Phật dạy đời là khổ, thân là vô thường, vân vân, cho rằng Phật bi quan, nhưng không ngờ thấy được lẽ thật đó sẽ cởi mở biết bao nhiêu việc, không còn đeo đẳng đau khổ nữa. Do không biết nhìn nhận như vậy nên người thế gian đau khổ vô cùng, hết đời này tới đời khác không lúc nào hết buồn hết lo. Chúng ta thử nghiệm lại trên thế gian này, từ người giàu cho tới người nghèo, có ai không khổ đâu, có ai sống toàn là vui đâu. Mỗi người khổ mỗi cách, có người khổ vì thiếu thốn đói rét, có người khổ vì côi quả, có người khổ vì gia đình không hạnh phúc, ai cũng khổ, không có ai vui trọn vẹn. Vậy mà Phật nói cuộc đời là khổ thì bảo đạo Phật bi quan, rõ ràng con người luôn chạy trốn sự thật. Chúng ta phải dám nhìn vào sự thật mới có thể can đảm tiến lên, biết cuộc đời vô thường, để ngày nào, giờ nào mình còn sống thì cố tu tập dẹp những thói xấu. Chỉ nhớ mạng sống trong hơi thở là hết tham ngay, nhớ thân này dơ dớt thì bớt ngã mạng, tự nhiên ta trở về cuộc sống chân thật của mình, đó là người có trí tuệ sáng suốt. Tu là rèn luyện trí tuệ cho được sáng suốt, được tốt đẹp, đó là điều tiên quyết. Thân này giàu sửa sang, lo lắng mấy nó cũng bại hoại, cũng chỉ là tấm thân hư thối thôi. Tất cả cái được đó đều là được để mất, chứ không phải được để còn mãi. Vậy mà chúng ta cứ cắm đầu lo thôi là lo, còn việc tẩy rửa gạn lọc cho tâm trong sáng, tốt đẹp thì ít quan tâm tới. Phần nhiều Phật tử đi chùa học Phật chỉ muốn tu để đời sau sung sướng hơn, phước đức hơn, đẹp đẽ hơn, chứ không muốn thấy đúng lẽ thật, không muốn dứt si mê, giác ngộ giải thoát. Trong nhà thiền, tu là gạn lọc nội tâm, giống như một hạt nước đục, chúng ta lóng xuống cho nó trong, lóng lặn rồi thì nước trong, nhưng cặn bã vẫn còn dưới đáy hạt, nếu quậy lên thì chúng sẽ ngồng đục trở lại. Bây giờ muốn nó hoàn toàn trong, không có cặn cáo nữa, thì phải lọc qua một hạt khác. Cũng vậy, tham sân si là cặn cáo, nó làm cho tâm trí mình mờ tối. Bây giờ chúng ta phải lọc, phải gạn cho nó lắng xuống trước, lắng xuống rồi phải lọc bỏ nó đi. Lúc đó tâm mình mới trong sáng, tâm hồn trong sáng tức không còn đau khổ nữa, còn tâm hồn tối tăm thì đau khổ không có ngày dứt được. Đó là điều hết sức thiết yếu. Chúng ta có hai thứ tâm: tâm sanh diệt tùy duyên và tâm thanh tịnh hằng sáng không mất. Khi chúng ta nghĩ xấu, nghĩ ác thì tâm đó luôn thay đổi hay nguyên vẹn mãi như vậy. Thí dụ có người nói trái ý, mình giận ghét họ, đó là tâm xấu. Nhưng thời gian sau, họ làm gì vừa ý, mình liền vui vẻ, thương mến họ, đó là tâm sanh diệt tùy duyên. Duyên thuận thì nó tốt, nghịch thì nó xấu, chứ không cố định. Đã là sanh diệt tùy duyên thì không phải thật mình. Như vậy, không ai cả ngày giận hoài, cũng không ai cả ngày ghét hoài. Thương, ghét, buồn, giận đều tùy duyên lộn qua đảo lại, không cố định. Vừa giận đó rồi thương, vừa ghét đó rồi mến, đổi thay luôn. Phật dạy phàm những gì cho duyên hợp đều hư giả. Vậy mà chúng ta chỉ sống với cái giả, bỏ quên cái thật, cả ngày đem hết sức lực để lo lắng, gìn giữ cái thân tạm bợ này. Đến tâm tức tinh thần, chúng ta giữ phần hơn thua, phải quấy tốt xấu, được mất, cho đó là tâm mình. Tâm tôi nghĩ phải, tâm tôi nghĩ quấy, tâm tôi vui buồn thương ghét, có rồi mất, không thường còn. Tâm không thật, luôn sanh diệt như vậy mà bám vào đó chấp là mình, thành ra mất mình luôn, có đáng thương không? Phật bảo chúng sanh do ba nghiệp mà đi trong sanh tử luân hồi. Ba nghiệp là thân, niệm và ý. Khi ý nghĩ xấu thì miệng nói xấu, thân làm xấu, nên nghiệp dẫn đi trong ba đường ác địa ngục
ngạ quỷ súc sanh. Nếu ý nghĩ tốt thì miệng nói phải, thân làm phải, nên nghiệp dẫn đi trong ba đường lành: trời, người, Atula. Như vậy, chánh nhân tạo nghiệp là ý, tức những thứ buồn thương giận ghét của chúng ta, tâm đó là chủ tạo nghiệp. Muốn tu giải thoát sanh tử mà bám vào nó thì không bao giờ giải thoát được, chỉ là phước báo hoặc tội nghiệp dẫn đi trong đường lành hoặc đường dữ thôi. Ban đầu chúng ta tu thì tập bỏ những thứ xấu ác, sau đó đến các thứ tốt thiện cũng phải bỏ luôn, nhưng thường không ai bỏ cái tốt cả, uổng lắm. Cho nên được sanh cõi lành, thành ra cũng quanh quẩn ở sanh tử thôi. Chúng ta chưa tìm ra cái thật mình thì chưa thể được an vui vĩnh viễn. Cái thật đó Lục Tổ nói: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Vậy khi tâm hằng tri, hằng giác mà không có niệm thiện ác lôi cuốn, lúc đó mình đi đâu? Không tạo nghiệp và giải thoát sanh tử, còn đi đâu nữa? Chúng ta ai cũng sẵn có cái không tạo nghiệp, không bị nghiệp dẫn mà không chịu nhận, cứ nhận cái tạo nghiệp, cái sanh tử là mình, rồi khóa lắp cái mình thật, bản lai diện mục, tức là mặt thật xưa nay của mình, nó bị khóa lắp bởi niệm thiện, niệm ác. Chừng nào những niệm đó lặn sạch thì mặt thật xưa nay hiện tiền. Vậy lúc niệm thiện ác chưa lặn sạch thì mặt thật kia ở đâu? Bình thường chúng ta thấy biết tất cả mà không khởi niệm phân biệt, cái thấy biết đó không động, nó luôn hiện tiền, nhưng mình vừa khởi phân biệt thì nó khuất đi, chứ không phải mất, không phải thiếu vắng bao giờ. Chúng ta chạy theo niệm sanh diệt thì cái chân thật ẩn khuất, khi nào dừng lặng các niệm sanh diệt thì nó hiện bày. Cho nên các thiền sư thường nói: tại ông không nhận, chứ không phải không có. Có ai không thấy, không nghe, không biết? Thấy, nghe, cảm giác biết hết. Nhưng ở giai đoạn đầu chưa khởi niệm phân biệt tốt xấu hơn thua, thì cái biết chân thật không sanh diệt. Khi tâm khởi niệm phân biệt là chuyển sang cái biết sanh diệt rồi. Thấy cứ thấy, nghe cứ nghe, có người nào thiếu đâu. Nhưng ai cũng than kiếm không ra Phật tánh. Sự thật thì nó luôn hiện tiền đi nơi chúng ta, đâu cần phải tìm kiếm ở đâu. Khi chúng ta ngồi thiền không có hôn trầm, những niệm nghĩ tưởng lăng xăng lặng xuống, dấy lên ta thấy biết rõ ràng, tức là vẫn tỉnh, vẫn biết như thường. Cái biết đó nó không động, không tỉnh, không sanh diệt như các niệm vọng tưởng. Đó là mình đã có sẵn cái không động, không sanh diệt rồi. Chỉ cần ta không chạy theo cái động thì trở về được với cái không động, đó là giải thoát sanh tử. Vì cái động sanh diệt tạo nghiệp đi trong sanh tử, còn cái không động không sanh diệt thì không tạo nghiệp sanh tử. Cho nên sống được với cái không động là giải thoát sanh tử, cần gì tìm kiếm ở đâu xa. Trong nhà thiền nói: cởi trâu đi tìm trâu, cõng Phật mà đi tìm Phật là thế. Vì vậy trong kinh Pháp Hoa, chàng cùng tử say sưa được bạn tặng cho hòn ngọc quý bỏ trong túi áo. Anh lo say lang thang hoài nên quên mất mình có hòn ngọc, đến khi được bạn chỉ thẳng mới nhớ lại mình có hòn ngọc trong túi áo từ lâu. Đó là chỉ cho tất cả chúng ta có cái chân thật quý báu mà không nhớ không nhận, cứ chạy theo cái tạm bợ, cái giả dối hoài. Tôi nhắc lại, chúng ta tu là dẹp bớt những tâm niệm xấu ác, giữ những tâm niệm hiền lành tốt đẹp. Đó là chặng thứ nhất. Kế đến tất cả niệm sanh diệt, dù tốt hay xấu, cũng đều bỏ hết. Đừng luyến tiếc mà phải sống với cái chân thật không sanh không diệt, không hình tướng của mình. Như vậy, tu là làm một việc cao siêu phi thường, chứ không phải tầm thường. Chúng ta hiện giờ đang sống, đang tu, mà chỉ mong muốn những cái nho nhỏ, như đời sau có phước hơn đời này, giàu sang sung sướng hơn đời này. Nhưng ta quên rằng, dù được như vậy chắc gì đã hạnh phúc, vì có thân là có khổ. Có ai khỏi bệnh khỏi chết đâu. Bệnh chết là khổ hay vui, cái án đó đã sẵn cho mọi người. Ai rồi cũng phải đi tới già, tới bệnh, tới chết. Đã có án tử hình thì cuộc sống là vui hay là khổ? Vậy mà chúng ta cứ buông trôi, ngày mai ra sao mặc nó, bây giờ cứ cười cứ vui. Người không thấy xa biết rõ là người không sáng suốt, không có trí tuệ. Người tu có hai trường hợp: thứ nhất, nhớ cuộc đời vô thường rồi buồn rầu chán nản không muốn làm gì, như vậy chưa phải khéo tu. Thứ hai, cũng biết vô thường nhưng vui vẻ, vì biết đó là luật chung của mọi người, không ai tránh được. Muốn tránh phải tự tìm một lối đi khác, chứ không thể ngồi buồn mà tránh được. Đây là người khéo tu. Cho nên chúng ta học Phật
biết đời là khổ nhưng mình vẫn vui, vì trong cái khổ sanh diệt có cái chân thật không sanh diệt luôn hằng hữu bên mình. Thế thì ta dạy gì sống với cái sanh diệt, bỏ mất cái không sanh diệt cho phải khổ. Vì vậy đạo Phật không những không bi quan mà còn lạc quan yêu đời nữa là khác. Người biết tu thì biết sửa đổi sai lầm, luôn tỉnh giác và đánh thức mọi người cùng tỉnh giác, như vậy cuộc sống mới có giá trị. Nếu cả cuộc đời mấy chục năm sống trong u tối thì thật vô nghĩa. Đời này qua đời khác, cứ chồng chập như vậy thì khổ não biết bao nhiêu. Lại Phật bảo được thân người là khó, như rùa trăm năm mới gặp bọng cây giữa biển khơi. Tuy thân này hư tạm, nhưng nếu chúng ta biết lợi dụng nó để tu hành thì sẽ vượt thoát khỏi dòng sanh tử, sống với pháp thân chân thật, muôn đời không sanh diệt, giống như rùa mù nương bọng cây được vào bờ. Ngày nào sống là một ngày thức tỉnh, ngày nào sống là một ngày an lạc. Khi không còn nghĩ chuyện tốt xấu phải quấy, ta sẽ thấy vui. Vui thế nào? Tất cả niệm hơn thua phải quấy không khởi thì gương mặt mình lúc nào cũng tươi sáng. Đó là cái vui chân thật. Còn vui hỷ hạ là cái vui của thế gian không chân thật. Nhưng người đời luôn tìm vui trong cái hơn thua được mất. Ví dụ người ta tổ chức đá bóng, đội nào thắng mình vỗ tay cười vui, trong khi đội thua rất đau khổ. Vui trong sự đau khổ của người khác thì cái vui đó không thật vui. Người thắng thì vui, người thua thì khổ. Như vậy vui của thế gian chỉ là cái vui tương đối, vui khổ theo nhau, chứ không hoàn toàn vui. Chỉ khi tâm chúng ta dứt các niệm phải quấy hơn thua vân vân, lặng lẽ thanh tịnh mới thật là vui. Nhưng có nhiều người, nhất là tuổi học sinh sinh viên, nói tu cái gì cũng bỏ hết, thành ra ngu ngốc. Phải nhét vô đầu thật nhiều mới có kiến thức rộng, mới là người hiểu biết. Thật ra không phải vậy. Người tu bỏ những niệm lăng xăng tạp loạn để tập trung vào một việc thì sáng thêm, chứ ngu sao được. Ví dụ khi học cứ một tâm chuyên chú vào việc học, không nhớ nghĩ diễn dông chuyện nọ chuyện kia, thì càng học càng thông minh sáng suốt hơn, chứ ngu sao được. Khi làm việc cũng vậy, buông hết chuyện tạp, tập trung vào công việc thì kết quả sẽ tốt hơn. Thời nay người ta muốn nhớ nhiều quá thành ra quên hết, bởi vì nhét đầy óc ách trong não khiến nó mỏi mệt nên nó không thể tiếp nhận được gì cả. Rồi rốt cuộc càng muốn nhớ thì càng quên, trong khi người càng buông lại càng nhớ. Nhớ một cách tự nhiên trong sáng nên mọi việc hiện ra rất rõ ràng phân minh. Chúng ta thử nghiệm xem, khi nào đầu mình rối nùi việc này việc kia, lúc đó mình cứ quên đầu quên đuôi, khi ấy chỉ cần ngồi thiền một chút ta liền nhớ trở lại. Vì vậy nhiều người mới tập tu thiền nói ở ngoài không nhớ gì hết, đến lúc ngồi thiền lại nhớ đủ chuyện. Như vậy có lỗi không? Tôi giải thích, đó không phải tội lỗi. Vì lúc ở ngoài việc này việc kia khỏa lấp nên ta không nhớ, khi ngồi thiền tâm yên định nó trồi lên nên ta thấy đủ chuyện. Thấy thì thấy, biết nó không thật liền buông thì không có lỗi gì cả. Quan trọng là đừng chạy theo nó. Như Đức Phật khi ngồi thiền với cội Bồ Đề chứng được túc mạng minh, ngài nhớ lại chuyện vô số kiếp về trước như nhớ chuyện hôm qua. Khi buông bỏ hết ta tưởng như quên, nhưng trái lại nhớ rõ hơn. Còn ráng nhớ, rốt cuộc nhớ không bao nhiêu. Hiểu như vậy mới thấy tâm mình là kho chứa, nên nhà Phật gọi là tàng thức. Cái kho ấy chứa tất cả chủng tử lành dữ của mình. Nếu ta loại hết những lăng xăng tạp loạn thì kho tàng thức đó biến thành Như Lai tàng. Kho thức phân biệt mà sạch hết những niệm phân biệt thì trở thành kho Như Lai, kho Phật chứ không phải hết trơn. Vì vậy khi tu chúng ta buông bỏ hết, nhưng đừng tưởng mất tất cả. Không phải vậy, ngồi yên định lại, muốn nhớ thì nhớ rõ ràng, không muốn nhớ thì thôi. Đó là người đã làm chủ được mình và các pháp, sống tùy duyên an vui tự tại, không bị các pháp nhiễu loạn. Nên những người tu càng cao càng hay thì càng ít chú ý tới mọi thứ. Nhưng cần thiết thì các ngài thấy biết rõ ràng, không nghi ngờ. Còn chúng ta những thứ cần biết thì không biết, những thứ không cần biết lại biết. Vì vậy chúng ta khác các ngài. Tóm lại hôm nay tôi muốn nhắc tất cả nhớ điều này: việc gì đáng lo thì mình lo, việc gì không đáng lo thì buông bỏ hết. Người khéo tu lúc nào cũng nhớ quay lại mình, nhận ra và sống được với tâm chân thật. Ngoài ra tất cả đều vô thường hư ảo,
không cần chú tâm làm gì. Người tu không sợ ngu, chỉ sợ không tu được thôi. Tu được tức là giác ngộ, mà đã giác ngộ tức là trí tuệ viên mãn, nói gì là ngu với không ngu. Đạo Phật là đạo bình đẳng, tự do tuyệt đối. Giảng tại tu viện Kim Sơn, Hoa Kỳ, tháng 11 năm 2000. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về đề tài Đạo Phật bình đẳng tự do tuyệt đối. Có nhiều người thắc mắc Đạo Phật bình đẳng, nhưng trong chùa người tu sao gặp những thầy tu trước phải quỳ lại, như vậy là mâu thuẫn rồi. Bình đẳng trong Đạo Phật có hai mặt, bình đẳng về Phật tánh, bình đẳng về đức hạnh. Với người tu lâu, những vị mới tu phải kính lễ. Kính lễ không phải vì sai biệt, mà để nói lên chúng ta trọng người tu lâu, vì đức hạnh của các ngài, chứ không phải vì chức tước năm tháng. Người mới tu thì đức hạnh thấp, người tu trước thì đức hạnh cao. Kính trọng nhau trên đức hạnh là điều tốt, chứ không có lỗi, đó là bình đẳng tương đối. Đến bình đẳng tuyệt đối là sao? Tất cả người thế gian, nhất là sống trong thời văn minh hiện nay, ai cũng đòi được bình đẳng, được tự do. Nhưng điều đó, với cái nhìn của Đạo Phật, chỉ là bình đẳng tương đối, tự do tương đối, chứ chưa phải tuyệt đối. Bình đẳng tự do của Đạo Phật mới là bình đẳng tự do tuyệt đối. Chúng tôi sẽ tuần tự dẫn chứng cho tất cả thấy điều này. Trong kinh Trường A Hàm có kể: thuở Phật còn tại thế, ngài nhìn thấy những hoa sen hoặc đã có nụ, hoặc gần nở, hoặc nở tròn, ngài liền nói: tất cả hoa sen nở ra tròn trịa thơm tho đều phát xuất từ bùn sình hôi hám. Chúng ta cũng thấy rõ, có đóa hoa sen nào nở ở chỗ sạch không? Hoa sen nào cũng phát xuất từ bùn nhơ, rồi từ từ vượt ra khỏi bùn, khỏi nước, để sau đó trổ hoa thơm ngát. Hoa trổ rồi và hoa chưa trổ đều như nhau, mầm sen cũng phát xuất từ bùn. Đức Phật dụ bùn như ngũ dục. Tất cả chúng ta sanh ra trong ngũ dục, nhưng nếu đắm chìm mãi trong ấy thì mình không cất đầu lên nổi, không thoát ra được nên gọi là chìm. Nếu khéo vượt ra khỏi dũng bùn ngũ dục, lần lần chúng ta sẽ trong sạch, tiếp tục dâng lên khỏi mặt nước, rồi sẽ trổ qua. Đức Phật cũng vậy, trước kia sanh trong cung vua Tịnh Phạn, từ nhỏ cho tới lớn, ngài thụ hưởng ngũ dục rất nhiều, cũng có vợ con, nhưng sau đó thức tỉnh, ngài bỏ tất cả, vượt thành xuất gia. Nghĩa là ngài cũng từ bùn ngũ dục thức tỉnh vượt ra mới ngộ đạo. Tất cả chúng ta cũng thế, ở trong ngũ dục, nếu khéo thức tỉnh vượt ra, tu hành có ngày cũng ngộ đạo như Phật không khác. Đức Phật là con người đi tu, thành Phật. Chúng ta cũng là con người đi tu, chẳng lẽ không thành Phật? Cho nên cái nhìn của Đức Phật là cái nhìn bình đẳng tột cùng. Với con mắt chúng sanh, Phật và chúng ta cách xa muôn dặm, nhưng Phật thấy ngài và chúng ta đều có khả năng thành Phật như nhau. Đó là kinh A Hàm. Đến các kinh Bắc Tông như Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm, vân vân đều tán thán câu Phật đã nói: tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Nghĩa là chúng ta ai ai cũng có Phật tánh. Có Phật tánh tức là chúng ta tu cũng sẽ thành Phật, không nghi ngờ gì nữa. Vậy trên phương diện đã tu và chưa tu thì Phật và chúng ta khác muôn trùng, nhưng nhìn trên phương diện tánh giác sẵn có thì mình không thua Phật. Rất tiếc chúng ta chưa thấy, chưa nhận ra nên không như Phật. Một bên đã tu, đã sửa, đã dẹp được vô minh phiền não nên tánh giác hiện bày đầy đủ. Một bên còn nguyên vẹn vô minh phiền não nên tánh giác bị khuất đi. Như vậy chúng ta muốn thành Phật phải làm sao? Phải dẹp vô minh phiền não. Nếu không chịu dẹp thì muôn đời muôn kiếp cứ làm chúng sanh mãi. Hiện tại chúng ta thấy có người khôn kẻ dại, người sang kẻ hèn sai biệt, nhưng trên tánh giác thì bình đẳng không sai biệt. Đó là tính bình đẳng tuyệt đối trong Đạo Phật. Kế đó Đức Phật bảo rằng: ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Phật không thấy mình là đấng tối cao không ai bị kịp. Ngài khẳng định chỗ ấy ta đã đến, các ông tu cũng sẽ đến, không ai thua ai cả. Như vậy có phải bình đẳng không? Đó là bình đẳng chân thật. Chúng ta cứ nghĩ rằng chỉ có Phật mới tu được thành đạo, còn mình vô phần. Đó là một điều sai lầm. Từ sai lầm này, chúng ta làm cho mình trở thành yếu đuối, hèn nhát. Nên người biết tu Phật phải nhận ra con đường Phật đã đi và đã đến. Ngài chỉ lại chúng ta đi rồi cũng sẽ đến, chứ không khác. Chư Phật ra đời đều vì một mục đích duy nhất, là chỉ dạy cho chúng sanh được thành Phật như các ngài. Trong kinh Pháp Hoa, Bồ Tát thường bất khinh, gặp ai cũng bái bái, nói:
tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Dù bị mắng rầy, chọi đá, phan dậy, ngài chạy xa, rồi cũng bái bái nói như thế. Câu nói ấy vô lý hay rất thiết yếu cho sự tu hành. Mới nghe, chúng ta thấy như vô lý, nhưng thật ra đó là câu nhắc nhở rất thiết yếu cho việc tu hành. Bởi tự thách mình nên ta không dám nghĩ tới ngày mai sẽ thành Phật. Vì thế tu hành lười biếng, tu chút chút miễn đời sau khỏi khổ được rồi, chứ không mong gì thành Phật. Đó là căn bệnh yếu đuối của chúng ta. Vì vậy Bồ Tát thường bất khinh, đánh thức, khuyến khích, khẳng định mọi người đều có khả năng thành Phật. Chúng ta mới thức tỉnh, nỗ lực tinh tấn tu hành thì quả vị Phật nhất định sẽ đạt được. Lời dạy đó là một sự đánh thức mãnh liệt mà nhiều người không biết. Đức Phật thường nói: ta là bậc đạo sư hướng dẫn chỉ dạy cho mọi người con đường đi. Đạo sư là gì? Đạo là đường, sư là thầy, vị thầy chỉ đường. Phật nói ngài là người chỉ đường chứ không phải tuyệt vời hơn hết. Trong kinh thường dùng từ vô thượng chánh đẳng chánh giác, chữ vô thượng là không trên, ngài là bậc giác ngộ không ai trên, chớ có thể bằng. Nếu người nào giác ngộ như ngài cũng sẽ bằng ngài. Như vậy chúng ta tu Phật có quyền thành Phật chứ không phải tu Phật để làm tôi tớ của Phật. Có nhiều người nói nghe rất buồn, tôi tu không ham gì hết, miễn được về cực lạc làm tôi tớ của Phật là mãn nguyện rồi. Chịu làm tôi tớ Phật chứ không chịu làm Phật. Chính chỗ này trong kinh Pháp Hoa mượn ví dụ chàng cùng tử để nói chúng ta không dám nhận mình là con ông trưởng giả, người thay thế sự nghiệp của cha. Nghe kêu anh liền hoảng hốt chạy, sợ tới té xỉu. Vì vậy sau khi trưởng giả tìm cách dẫn về cho hốt phân, anh mới an lòng. Người cha thương quá phải mặc áo trách, cầm đồ hốt phân, tìm cách đến gần từ từ giải thích hướng dẫn cho anh quen. Chúng ta cũng vậy, nghe nói thành Phật ngán quá, vì đêm nào mình cũng lại Phật, bây giờ bằng người mình lại thì xem vô hỗn láo, không dám. Sự thật Phật đã nói như vậy, chúng sanh tu được giác ngộ viên mãn sẽ thành Phật, chứ giác ngộ chút đỉnh thì còn xa lắm. Chữ vô thượng là giác ngộ viên mãn không ai hơn. Nhưng nếu ai giác ngộ viên mãn thì đều thành Phật như ngài. Đó là chỗ bình đẳng ở quả vị Phật, bình đẳng trong nhân Phật. Chúng ta có Phật tánh, Phật có Phật tánh, Đức Phật tu đến quả vị Phật. Chúng ta tu cũng có thể đến quả vị Phật nếu giác ngộ tròn đầy như ngài, đó là từ vô thượng. Một từ khác để chỉ cho Phật là vô thượng y dương, tức vua thầy thuốc không ai trên, cũng không ai trên, chứ không nói tối cao. Ai biết thuốc trị lành tâm bệnh cho tất cả chúng sanh như Phật thì sẽ bằng ngài, còn chưa biết thì thua ngài. Nhìn qua một số từ ngữ, chúng ta thấy rõ ràng đứng trên Phật tánh, Phật và chúng sanh bình đẳng như nhau. Đó là nói bình đẳng trên lý tánh. Đến bình đẳng trên nghiệp báo, Đức Phật nhìn thấy lẽ thật và chỉ dạy lẽ thật, chứ không đánh lừa hay mê mị người. Đức Phật có ba thân: Pháp thân, Báo thân, Hóa thân. Báo thân là thân do phước báo mà thành, nên thân tướng tốt đẹp. Còn thân chúng ta do nghiệp báo kết thành. Xưa ta đã làm khổ người khổ vật, thì ngày nay thân phải đền trả lại nghiệp báo trước. Như vậy chúng ta mới hiểu Phật thị hiện ở thế gian. Đã thành Phật nhưng vẫn đền trả những nghiệp báo cũ trong các đời trước, như nạn kim thương mã mạch, tức bị cây thương đâm ở chân, và 3 tháng an cư ăn lúa ngựa. Tại sao thân Phật phước báo đầy đủ công đức vẫn chịu trả quả báo? Đức Phật dạy thân ngài đến đời này sẽ chấm dứt, nên còn bao nhiêu nghiệp thì trả hết. Chúng ta thấy Phật là bậc giác ngộ viên mãn, đầy đủ công đức mà vẫn trả những quả báo còn thừa, chứ không phải không trả. Cho nên biết luật nhân quả, không tha ai hết, có nợ thì phải trả. Như ngài Mục Kiền Liên làm vị đệ tử thần thông số 1 của Phật, có thể bay đi trên hư không, hiện nhỏ thành lớn, hiện lớn thành nhỏ, có thể độn thổ, độn thủy, vân vân. Thế mà gần cuối đời, ngài bị đám du đảng dây đánh. Bình thường dù cả 100 người dây đánh, ngài chỉ dẫn thần thông bay lên, chúng liền hoảng chạy. Kỳ này ngài dùng thần thông không được, nên phải chịu đánh nhường tử. Cuối cùng bọn chúng đi rồi, ngài mới dùng thần thông về đảnh lễ Phật lần chót, cũng để từ giả Thế Tôn. Bất luận thần thông thế nào, hễ nghiệp đến thì phải trả. Ngài Mục Kiền Liên chứng được A-la-hán, nên thân ngài là thân chót, không còn tái sanh nữa. Cho nên những nợ cũ phải trả hết. Như vậy
lý nghiệp báo bình đẳng cho tất cả, không tha ai, dù Phật hay các bậc thánh tăng cũng thế. Trong kinh A Hàm kể, có một thầy tỳ kheo đã chứng A La Hán, tức là bậc ứng cúng, trời người đều cúng dường, thế mà ngài đi khất thực, không ai cho miếng cơm, suốt mấy ngày chịu đói tới ngất xỉu. Các thầy tỳ kheo khác thấy thương mới đi xin cơm về cho. Hôm đó một thầy tỳ kheo xin được hai bát cơm về chia cho ngài một bát, còn mình một bát. Trong lúc đói run quá, ngài vừa mới đưa tay cầm cái bát liền rớt bể, cũng không ăn được, như vậy cho tới chết. Đức Phật nói quả báo của vị tỳ kheo đó, do trước kia ngăn trở sự cúng dường của các thí chủ cho những vị tăng khác nên phải trả như vậy. Qua đó chúng ta thấy rõ Phật, A-la-hán đều phải trả nghiệp báo bình đẳng như nhau. Đức Phật thường dạy, tất cả Phật tử cũng như những người không theo đạo Phật, ai làm việc thiện thì hưởng quả lành, ai làm việc ác thì bị quả dữ, bình đẳng như nhau. Chứ không thể nói tôi là con Phật, tôi làm việc ác, Phật tha 10 phần còn 5, không có chuyện đó. Chúng ta mới thấy ý nghĩa nghiệp của đạo Phật rất công bằng, rất bình đẳng, không thiên vị một ai. Từ Phật cho tới đệ tử Phật, đến mọi loài chúng sanh đều thọ lãnh như nhau. Khi nghiệp đến, thần thông cũng vô dụng, nên biết nghiệp mạnh hơn thần thông. Vì vậy, Phật không chú trọng thần thông. Do đó biết làm việc lành, tu điều lành còn hơn thần thông. Vì những nghiệp lành đó mới cứu chúng ta, còn thần thông chỉ đùa chơi cho vui thôi, chứ không cứu mình nổi. Trong kinh có kể, thời Phật còn tại thế, một ngoại đạo chứng được ngũ thông, ông đối pháp rất hay, trời Đế Thích cũng xuống nghe. Một hôm nghe pháp xong, trời Đế Thích ngồi khóc. Ông lấy làm lạ, hỏi, tại sao hôm nay nghe tôi nói pháp ông lại khóc? Trời Đế Thích thưa, thưa ngài, ngài nói pháp rất hay, nhưng con biết ngài sắp mạng chung, con thương nên khóc. Nghe xong hoảng quá, ông hỏi, bây giờ làm sao cho khỏi chết? Trời Đế Thích thưa, ngài muốn khỏi chết nên tìm đến Đức Phật để cầu chỉ dạy. Ông hỏi, bây giờ Phật ở đâu? Phật đang ở Tinh Xá Trúc Lâm, nước Ma Kiệt Đà. Ông liền dùng thần thông bay đi tìm Phật. Bay gần đến, ông nhìn xuống đất thấy hai cây ngô đồng trổ qua rất đẹp. Ông dừng lại, dùng thần thông nhổ hai cây, để trên hai bàn tay đem cúng dường Phật. Tới trước Phật, ông xin cúng dường hai cây ngô đồng. Phật hỏi, ông cúng dường cầu cái gì? Ông trả lời, con cầu ngài dạy phương pháp tu khỏi chết. Phật bảo, buông. Ông buông một cây ngô đồng xuống, Phật lại bảo, buông. Ông buông tiếp cây ngô đồng còn lại, như vậy, hai tay trống hết rồi, Phật bảo, buông. Ông thưa, con có hai tay, mỗi tay cầm một cây ngô đồng. Phật bảo, buông lần thứ nhất con buông một cây, bảo buông lần thứ hai con buông cây nữa. Bây giờ ngài bảo buông, con không biết buông cái gì. Phật bảo, ta không bảo ngươi buông cây ngô đồng. Buông thứ nhất là đừng dính mắc với sáu trần, buông thứ hai là đừng chấp sáu căn, buông thứ ba là buông hết tất cả những ý thức duyên theo sáu trần. Buông được ba thứ đó thì ngươi khỏi chết. Ngay sau đó ông liền đại ngộ, chứng A-la-hán, được giải thoát sanh tử. Như vậy, giải thoát sanh tử do thần thông hay do tu? Rõ ràng là do tu. Thần thông chỉ để lè thiên hạ chơi thôi, chứ đâu thể cứu mình khỏi chết, khỏi nghiệp. Nghiệp không thoát được, chết không thoát được, tại sao lại ham thần thông? Người tu ngày nay, nhất là giới Phật tử, nghe ai biết quá khứ vị lai thì mò tới hỏi chuyện, năm tới, năm kia gì gì đó. Thấy quý vị dễ tin quá. Họ nói, đại, đời trước cô ở đâu làm gì? Nói cho vui tai thôi, chứ có tới đâu, vậy mà tin thôi là tin. Phần nhiều, người ta lại tin những thứ bâng quơ, không phải chánh nghĩa chánh đạo. Chánh đạo là biết mình hiện đang tạo nghiệp lành hay nghiệp dữ, đang còn dính mắc hay buông xả được, sáu trần vân vân. Người ta nói kiếp trước cô là tiên thì vui lắm, còn nói là bò, là heo thì sụ mặt liền. Nhờ thế họ mới gạt được mình. Ai đến cũng căn tiên cốt Phật hết, nên móc túi thiên hạ dễ dàng. Đó là chúng ta không có chánh tín chánh đạo nên bị gạt mà không hay. Hồi xưa còn nhỏ, tôi có quen một anh coi tay coi tướng, được nhiều người thích lắm. Tôi hỏi thuật coi tay coi tướng của anh hay ở chỗ nào. Anh nói, có gì đâu, nếu thấy người ấy hồi xưa là ổng cả, mà
vợ mặt mét mét thì nói bà rất tốt, nhưng hình như ông nhà có bồ bịch gì đó nên bà khổ đau. Bởi vì ông cả ông Nguyện thì lúc nào mà chẳng nhiều bà, nghe trúng quá nên khen nức nở, kế tiếp cho thuốc, nói thuốc này uống hay lắm, nhưng còn có 3 viên, bán cho bà thật là không muốn bán. Nghe vậy bà ta năn nỉ quá mới chịu bán với giá rất đắt. Có gì đâu, đó là thuốc bổ, uống vô, ăn ngon, ngủ ngon, nên khen thuốc hay quá. Nhưng không ngờ, nếu uống ít viên nữa cũng vậy thôi, không có gì hay hết. Mới thấy ở đời có những thuật lừa bịp rất tầm thường mà mình không biết, cứ được vuốt một chút là vui mừng rồi nghe lời. Tâm trạng của con người đa số là tâm trạng chịu vuốt ve, chịu khen, chịu tán dóc, chứ không chịu nói lẽ thật. Đó là điều mà Phật tử chúng ta lâu nay dễ mắc kẹt, trong khi Phật dạy rõ nghiệp là cái đáng sợ nhất là không sợ. Nghiệp từ đâu mà ra? Từ thân, miệng, ý của mình. Nếu thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành thì nghiệp lành. Thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác thì nghiệp ác. Như vậy tất cả nghiệp từ nơi thân, miệng, ý của chúng ta mà ra hết. Cho nên tu là chuyển đổi nghiệp ác thành nghiệp lành. Trong một gia đình, vợ chồng con cái ai cũng biết tu thân không dám làm ác, miệng không dám nói ác, ý không dám nghĩ ác thì gia đình đó bình an hạnh phúc. Nếu trong xã hội ai cũng tu như vậy thì xã hội văn minh tốt đẹp. Đó là kết quả của những người biết tu theo chánh pháp, chánh đạo. Đó là nói bình đẳng trên lý nghiệp báo. Bây giờ nói đến đạo Phật tự do tuyệt đối, ở đời ai không muốn tự do. Nhưng tự do như thế nào là tự do tuyệt đối? Có 2 thứ tự do: tự do tương đối và tự do tuyệt đối. Thường con người đòi hỏi tự do là tự do tương đối thôi, muốn làm được việc này việc kia, không có gì ngăn trở chướng ngại. Đó là đòi hỏi tự do. Nhưng người đời đòi hỏi tự do với người khác, nếu trong sở thì đòi hỏi chủ sở phải có thái độ cởi mở cho mình tự do. Nếu trong gia đình thì đòi hỏi cha mẹ phải dễ dãi cho con cái tự do. Nhưng tất cả tự do bên ngoài đều tương đối, không thể trọn vẹn được. Chỉ có đòi hỏi tự do nơi mình mới là quan trọng. Tại sao? Vì tự do bên ngoài chỉ có trong phạm vi giới hạn thôi. Ví dụ ở nước Việt Nam, lên xe cứ ngồi không cần nai địch gì hết. Còn ở Mỹ, lên xe ngồi phải nai địch đàng hoàng, nếu không thì sẽ bị phạt. Như vậy mới thấy tự do tương đối thôi, tùy theo pháp luật của mỗi nơi. Nếu ở Việt Nam không nai địch là tự do, qua Mỹ nai địch ta cự nữ có được không? Nên chỉ đòi được tự do tương đối chứ không có tự do tuyệt đối. Muốn tự do tuyệt đối, Phật dạy chúng ta phải nhìn lại mình, giành quyền tự do nơi mình. Nơi mình phải nhìn cái gì? Trước hết Đức Phật chỉ 2 con đường: đường thiện do tạo nghiệp lành, đường ác do tạo nghiệp dữ. Chúng ta tự do chọn, chọn lành thì đi lên, chọn ác thì đi xuống. Phật không có quyền bắt ta đi xuống hay đưa ta đi lên. Như vậy đạo Phật nói con người tự do chọn lựa 2 con đường: lên là lành, xuống là dữ. Chúng ta ai cũng muốn đi lên, dạy gì chọn đường đi xuống. Nhưng nếu gặp việc tức giận quá thì lúc đó nhớ đi lên hay đi xuống. Khi tâm trí tỉnh táo thì chọn đường đi lên, lúc sân si mất bình tĩnh thì đi xuống. Chúng ta chọn đường đi lên, tại sao có lúc lại đi xuống? Như vậy có tự do không? Mình là chủ mà bị cái gì đó làm áp lực phải theo nó là mất tự do rồi. Cho tới quý thầy quý cô đều biết tham sân si là xấu, vậy mà bực quá cũng đỏ mặt. Cho nên trong nhà Phật nói tăng hận bất cách túc, nghĩa là ông tăng giận không quá một đêm. Nói vậy để Phật tử thấy quý thầy giận không ngạc nhiên, nhưng nhớ là giận không được quá một đêm. Người đời giận cả 5 tháng 10 tháng, có khi cả đời giận không ngó mặt nhau. Phật dạy người đang tu giận không quá một đêm, chứ chưa hoàn toàn thắng nó, nhưng mau quên mau bỏ cũng là tiếng rồi. Chúng ta muốn tự do thì những gì lôi cuốn xúi dục đi xuống, chúng ta phải làm chủ nó. Làm chủ nó được là mình biết giữ tự do. Mỗi khi vừa hơi nổi nóng một chút thì nói tao không đi đường này, tao đi lên. Nói như vậy rồi bỏ, đừng giận, đó là đã tự do. Còn nếu nổi nóng lên la lối lung tung, một lát ăn năn sám hối, sám hối như vậy chưa chắc hết đâu. Mắng chửi người ta đã đời rồi bây giờ sám hối, ai bỏ liền cho? Nghiệp đã tạo thì phải chịu hậu quả tương ưng.
Vì vậy, đã quyết tâm muốn đi lên thì chúng ta phải cố gắng tu, dẹp bớt ba độc tham sân si. Dẹp được ba thứ đó thì có tự do, nhất định đi theo con đường mình đã chọn. Ba thứ đó không dẹp, có ngày nó lôi chúng ta đi xuống. Tu là chọn con đường lành, an vui hạnh phúc, chứ không phải tu để cầu sinh. Phật tử tới lễ Phật thắp ba cây hương, cúng dĩa quả, quỳ xuống khấn lăm răm: Phật gia hộ cho gia đình con bình an, cho con của con thi đậu, cho con làm ăn phát tài, xin như vậy có lỗi gì không? Có lỗi, cúng ít mà xin nhiều. Tham với người đời Phật còn quở, bây giờ tham với Phật nữa, thật không biết nói sao. Nhiều khi Phật tử làm những điều trái với đạo lý mà quý thầy từ bi quá không dám rầy, vì rầy sợ buồn không đi chùa, nên cứ để tha hồ cầu xin. Cho nên trên đường tu, chúng ta phải biết thật kỹ, thấy thật rõ những gì Phật đã dạy chúng ta làm, đừng làm ngược lại. Phật bảo tu là chừa bỏ tam độc, tham sân si. Chúng ta tới chùa thắp hương khấn nguyện Phật từ bi gia hộ, cho tam bảo thường còn ở thế gian, cho chúng sanh có chỗ nương tựa tu hành mau giác ngộ. Nguyện như thế mới thật là một Phật tử chân chính, ngược lại thì chưa phải là Phật tử. Bởi vì khi phát một lời nguyện là cả một nội tâm tốt đẹp, chứ không phải là chuyện thường. Cho nên lời nguyện đó mang đầy tính chất đạo lý, đó là phước báo hiền lành. Nếu còn cầu xin cho mình là còn tham lam, không biết sẽ được cái gì. Đạo Phật rất thực tế, mà nhiều khi chúng ta đi quá xa nên trở thành thiếu thực tế, biến đạo Phật thành huyền bí, không có lẽ thật. Trong ba nghiệp thân miệng ý thì ý quan trọng nhất. Ý nghĩ lành, miệng mới nói lành, thân mới làm lành. Ý nghĩ dữ thì miệng nói dữ, thân làm dữ. Nên khi tu phải cố gắng dẹp bỏ những loạn tưởng từ trong ý. Chư Phật thường dạy: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Nghĩa là không làm tất cả các điều ác, dân làm tất cả các điều lành, giữ tâm ý mình cho thanh tịnh. Đây là lời dạy của chư Phật. Vì vậy, người tu phải nhìn lại nội tâm mình, đừng để tham sân si làm chủ, dẫn mình đi trong đường dữ. Nhưng lâu nay tất cả chúng ta có hai mê lầm rất lớn. Mê lầm thứ nhất là thấy thân này là thật. Mê lầm thứ hai là cho cái suy nghĩ phải quấy, hơn thua tốt xấu là tâm mình. Nói theo kinh sách thì thân không thật, song với cảm tính tự nhiên thấy thân mình thật. Cho nên vô chùa, nghe kinh, nói thân không thật, nhưng bước ra khỏi chùa, ai động tới thì biết. Như vậy chúng ta hiểu một đàn mà sống một ngã. Thế nên phải tu để quan sát kỹ càng thân này không thật. Biết nó không thật là trên đường tu chúng ta nhẹ được 50% rồi. Hạnh phúc của cuộc đời là nơi thân này mượn được tốt đẹp, trả ra suôn sẻ, thế thôi. Nếu trục trặc là hết hạnh phúc. Nhìn lại cuộc sống quá giả, mà lâu nay chúng ta cứ tưởng nó thật. Nếu dùng con mắt trí tuệ nhìn vào thấy rõ thân này dây mượn không thật, thì còn ngạo mạn với ai nữa. Đồ dây mượn khen chê là việc thường, có gì phải buồn giận. Thấy đúng như vậy thì đạo đức sẽ đến với chúng ta. Còn tưởng nó thật nên động tới nổi sân, mất cái gì nổi tức thành ra khổ. Thấy đúng như thật là người trí hay là người mê? Mê thì giả tưởng thật, trí thì giả biết giả. Chỉ đổi một cái nhìn là trí tuệ, làm một chút thành si mê. Kim Cang Bát Nhã là chỉ cho trí tuệ cứng chắc, không gì phá được. Trí tuệ đó thấy tất cả pháp hư giả không thật, biết nó hư giả không thật, là chúng ta thấy đúng như thật là có trí tuệ. Như vậy trí tuệ không phải khó tìm, chỉ chuyển một cái nhìn là xong. Đó là nói về thân. Đến tâm, chúng ta thường cho cái nghĩ suy phải quấy, tốt xấu hơn thua khôn dại là tâm mình. Nếu thế khi buồn nói tôi buồn, khi giận nói tôi giận, vân vân. Vậy tôi từ khi cha mẹ sanh cho tới ngày nhắm mắt là một hay là nhiều? Không lẽ tôi là trăm thứ? Tôi không phải là trăm thứ mà bây giờ nhận cả trăm thứ là tôi có được không? Như mình có món đồ quý, nhờ người trong nhà cất giùm đâu đó, khi cần lấy ra, người đó tìm không được, nói lạc rồi. Lúc đó mình nổi giận la nói ôm sòm, nhưng bất thần họ tìm được, ta liền đổi giận làm vui. Mới giận đó rồi cười đó. Nếu giận là thật thì nó phải còn hoài, hoặc vui là thật thì nó phải còn hoài.
nhưng mới giận rồi vui đổi thay không bao lâu. Cái không thật mà nhận là mình thì nghĩ tốt cũng là mình, nghĩ xấu cũng là mình. Vì vậy cái nào nhiều, nó sẽ dẫn mình đi theo con đường ấy. Nếu nghĩ tốt nhiều, tạo nghiệp lành, thì nó dẫn mình đi lên các cõi lành. Nghĩ xấu nhiều, tạo nghiệp dữ, thì nó dẫn mình đi xuống đường dữ. Muốn không còn lăn lộn trong luân hồi nữa, thì phải dứt nghĩ, dứt những lăng xăng đó, thì hết luân hồi sanh tử. Mục đích của Đạo Phật dạy chúng ta tu là để giải thoát sanh tử, cứu kính hoàn toàn tự do. Muốn giải thoát sanh tử, chúng ta phải dẹp sạch tâm lăng xăng, lộn xộn, nào buồn, thương, giận, ghét, vân vân, lâu nay làm rối mình. Chúng lặng hết rồi, thì ta sẽ giải thoát khổ đau. Đó là cái gốc của sự tu, tâm đó không thật. Nếu chừa giấy, ta chịu khó nhìn thì nó mất. Cho nên trong kinh thường ví dụ, như đêm trầm ta nhìn thấy mặt trăng dưới đáy hồ tròn đẹp. Có người nói dưới đáy hồ có mặt trăng, người khác nói không có mặt trăng. Vậy ai nói đúng? Nói có là thừa nhận dưới đáy hồ có mặt trăng thật. Vậy thử vớt lên xem, vớt lên không được thì nó có thật không đúng. Nếu nó không, sao mắt thấy rõ ràng nó dưới đáy hồ nên nó không cũng không đúng. Phật bảo ư, thấy có, thấy không là thấy hai bên, đó là biên kiến, không đúng chân lý. Bây giờ phải thấy làm sao? Người thấy đúng lẽ thật sẽ nói mặt trăng dưới đáy hồ có, nhưng chỉ là bóng không thật. Nói như thế mới không bắt kẹt hai bên, đó là lý trung đạo. Do duyên hội tụ chúng ta thấy có mặt trăng dưới đáy hồ, chứ sự thật mặt trăng không có thật mà cũng không phải không ngơ. Nói có thật, nói không ngơ đều là sai lầm. Người thấy được như vậy gọi là người trí tuệ. Đối với tâm nghĩ tốt, nghĩ xấu, không thật mà mình theo nó là si mê. Biết nó là tâm hư dối không thật, chúng ta buông xả thì nó không ràng buộc chi phối mình nữa, đó là chúng ta được tự do. Người tu thiền khi niệm khởi đừng chạy theo, buông xả thì được yên định. Người tu tịnh độ chú tâm niệm Phật nên vọng tưởng lặng đi, cuối cùng đến chỗ nhất tâm. Tóm lại, muốn giải thoát sanh tử, chúng ta phải dừng lại lặng tâm vọng tưởng của mình. Lâu nay chúng ta chấp nó là mình nên bị ràng buộc lôi kéo. Giờ đây chúng ta làm chủ, không để nó lôi kéo nữa, đó là tự do tuyệt đối của con người. Chấp tâm lăng xăng hư dối là thật sẽ đưa chúng ta tới những cuộc tranh đua, giết chóc, làm đau khổ cho nhau. Giờ mình biết tâm đó không thật, ta nghĩ thế này, người kia nghĩ thế khác, đó là quyền của mỗi người, không có chi phải buồn giận. Trong kinh A Hàm, Phật dạy một câu hết sức chí lý: người biết tôn trọng chân lý là người khi nghĩ thế nào thì nói, đây là cái nghĩ của tôi, không nói cái nghĩ của tôi là đúng, đó là biết tôn trọng chân lý. Nếu cho rằng cái nghĩ của tôi là đúng thì cái nghĩ của người khác sai. Ai cũng giữ phần đúng về mình thì đi tới gây nhau, đánh nhau. Bây giờ chỉ nói cái nghĩ của tôi thế này, không thêm đúng sai gì cả thì yên. Đó mới thật là tự do. Mỗi người có quyền nghĩ tự do, nhưng không bắt buộc người khác giống mình. Nếu là chân lý, chúng ta nói đúng được, nhưng tất cả đều không thật, mà khẳng định đây đúng, kia sai là hoàn toàn mê lầm. Mê lầm mà không biết mình mê lầm thì gọi là gì cho xứng? Đại mê lầm không ai hơn. Chúng ta hiểu đạo biết tu, phải thoát ly những mê lầm đó. Sống tôn trọng tự do chỉ ý niệm của mỗi người, không đòi hỏi ai cũng như mình, không đòi hỏi bên ngoài, mà đòi hỏi ở mình, đòi hỏi ở nội tâm mình. Như vậy tự do trong đạo Phật là tự do xoay lại mình, làm chủ mình, chứ không phải tự do đòi hỏi ở kẻ khác. Biết xoay lại, biết làm chủ mình, đó mới là tự do tột cùng, đó mới là người hùng, người giác ngộ. Cho nên trong kinh Pháp Cú, Phật dạy: thắng một vạn quân không bằng thắng mình, thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Chúng ta đòi hỏi tự do, đòi hỏi bình đẳng thì hãy xoay lại nội tâm mình mà đòi. Đó là người khéo tu. Nếu cứ trong ra ngoài đòi hỏi thì suốt kiếp cũng không thỏa mãn được. Người mê thì đòi bên ngoài, người tỉnh thì đòi nơi mình. Khi nào chúng ta không còn bị nghiệp trói buộc, không còn bị tâm mê làm lôi cuốn nữa, lúc đó hoàn toàn tự do. Đây là hình ảnh giải thoát trong đạo Phật. Vì vậy đạo Phật nói tự do tuyệt đối là giải thoát, không còn bị trói buộc bởi mê làm về thân, mê làm về tâm.
đó mới là gốc, là căn bản của người tu theo đạo Phật. Tu như vậy mới gọi là chân tu, thật tu. Còn hiểu sai hoặc hiểu mà không hành, đó là tu ngoài miệng chứ chưa thật tu. Chúc tất cả quý vị đều được tự do tuyệt đối như Đức Phật đã dạy. Nguồn gốc tu hành của Phật. Giảng tại chùa Việt Nam, Hoa Kỳ, tháng 11 năm 2000. Thời thuyết pháp hôm nay tôi đặt nặng về sự tu hành nên hơi khô khan. Nhưng chúng ta chịu khó lắng nghe thì sẽ được nhiều lợi ích thiết thực. Căn cứ phẩm thứ nhất trong Kinh Viên Giác, Bồ Tát Văn Thù hỏi Phật về nguồn gốc tu hành của Thế Tôn. Đức Phật trả lời, vì vậy đề tài hôm nay là nguồn gốc tu hành của Phật. Hai vị Bồ Tát luôn bên cạnh Đức Phật Thích Ca là Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền. Hai vị này để biểu trưng cho hai đức tánh đặc biệt. Bồ Tát Văn Thù biểu trưng cho căn bản trí, Bồ Tát Phổ Hiền biểu trưng cho sai biệt trí, đồng thời cũng là hạnh lớn nên gọi là đại hạnh Phổ Hiền. Căn bản trí là trí sẵn có của tất cả chúng sanh, nhưng vì không nhận biết, không triển khai tròn đủ, nên có cũng như không. Nếu chúng ta khai thác được, thì có diệu dụng làm lợi ích chúng sanh không lường được, diệu dụng đó gọi là sai biệt trí. Như vậy, câu đầu Ngài Văn Thù hỏi về đường lối tu hành từ ban sơ của Đức Phật như thế nào? Đức Phật trả lời, Như Lai y cứ viên giác chiếu soi phá tan vô minh, nghĩa là Phật y cứ tánh viên giác, chiếu soi phá hết vô minh nên thành Phật. Trong kinh Phật thường dạy, tất cả chúng ta đều có sẵn tánh Phật. Nhưng vì vô minh che phủ nên không thấy, muốn thấy được, sử dụng được tánh giác đó, thì chúng ta phải đập tan vô minh. Vô minh tan rồi thì tánh giác hiện tiền. Vì vậy, nền tảng hay cội gốc tu hành của Đức Phật căn cứ trên tánh giác. Nhờ có giác chúng ta mới phá được vô minh, cũng như nhờ có đèn mới dẹp tan bóng tối. Cho nên muốn dẹp vô minh phải có trí tuệ là giác. Phá tan vô minh rồi thì trở về được tánh viên giác, tức tánh giác tròn đầy thì thành Phật. Vậy Phật đâu có xa mình, chúng ta đã có sẵn tánh giác, nhưng vì vô minh phiền não che khuất nên không thấy. Giờ dẹp tan lớp che phủ đó thì tánh giác hiện tiền. Như vậy Phật với chúng ta cách nhau bao xa? Chỉ trở bàn tay thôi, mê là vô minh, giác là Phật. Nhiều vị than tu biết chừng nào thấy đạo, ngộ đạo. Thật ra đạo không xa, chỉ vì mình không can đảm, không dám nhận chân lẽ thật. Vì vậy đạo trở thành cách xa. Vô minh là cái gì mà mình phải phá? Đức Phật giải thích, vô minh nghĩa là mê lầm, chấp thân này là thật mình, chấp tâm duyên theo bóng dáng sáu trần là tâm mình. Chúng ta đầy đủ vô minh, không thiếu chút nào hết. Ai không thấy thân này là thật mình, ai không thấy cái nghĩ suy hơn thua phải quấy tốt xấu là tâm mình. Nhận hai thứ thân tâm là mình, tức ta đang ở trong vô minh. Bây giờ muốn phá vô minh đó phải làm sao? Đây là điều hết sức quan trọng. Chúng ta tu mà không biết vô minh là gì, không biết làm sao phá, thì muôn đời cũng không được giác ngộ. Nếu xét kỹ thân mình, chúng ta thấy có thật là mình chưa? Phân tích sâu thì không có gì thật mình hết. Thân đã không thật mà ngỡ thật mình, không vô minh là gì? Tôi thí dụ, như tay ta lỡ bị thương tích cần phải cắt bỏ. Sau khi cắt, bác sĩ ráp tay của người mới chết vào cho mình. Nếu hoạt động được, ta gọi là tay mình. Như vậy, cái gì thật mình? Chẳng qua mượn đầu này ráp đầu kia, vậy mà nói là mình. Trong kinh kể lại, có người muốn tìm một vị A-la-hán để hỏi đạo. Ông đi qua sa mạc, trời tối, tìm được một cái chòi, ông liền vào tá túc. Khi đang ở trong chòi, ông bỗng nghe có tiếng đi bên ngoài. Ông mở cửa nhìn thấy con quỷ to tướng vác một thây chết xăm xăm vô nhà, ném xuống sàn đất, đứng thở hào hển. Ông hoảng sợ núp vào kẹt cửa. Không lâu sau, con quỷ thứ hai chạy lại giành nói thây này của tao. Hai đứa cãi nhau, đứa nào cũng nói thây chết của mình. Bất ngờ, chúng xây qua thấy ông đứng trong kẹp vách, liền kéo ra hỏi. Ông thấy ai vác thây này vô trước? Vì là Phật tử không dám nói dối, ông bảo tôi thấy anh thứ nhất này vác thây quăng vô đây.
con quỷ thứ hai tức quá, giật cái đùi của ông quăng ra ngoài. Con quỷ thứ nhất thương, liền xé cái đùi của thay chết ráp vô cho ông. Con quỷ thứ hai giật cái đùi còn lại quăng ra. Con quỷ thứ nhất lại xé đùi của thay chết ráp vô. Đến tay cũng thế. Sau đó mệt quá, chúng chia nhau tay chân ông ra ăn hết và bỏ đi. Ông tự đặt câu hỏi bây giờ mình là gì? Rõ ràng tất cả tay chân của mình bọn quỷ ăn hết rồi. Thân này của người khác chứ không phải của mình nữa. Thắc mắc hoài không giải đáp được, ông cố tìm gặp vị A-la-hán để kể lại việc này. Khi gặp vị A-la-hán kể xong, ông hỏi: Thưa ngài, cái gì là thân của con? Vị A-la-hán trả lời: Nếu thấy vậy là ông đã ngộ đạo. Chúng ta biết rõ mình không thật, đó là giác. Còn không thật mà chấp là thật, đó là mê. Quý vị trong nghề thầy thuốc sẽ thấy rõ điều này. Nếu tráp bộ phận của người này qua người kia mà vẫn sống thì thân này có thật mình không? Thân chúng ta là thân dây mượn tạm bợ, không thật mà cứ chấp là thật. Chấp như thế tức si mê rồi. Nếu thấy đúng lẽ thật, đó là người có trí tuệ, còn thấy sai sự thật là si mê. Điều này tôi đã nhắc nhiều lần, nhưng vì chúng ta mê lầm nhiều kiếp quá, thâm căn cố đế quá, nên nhắc một lần không nhớ. Vì vậy, nhắc mãi, nhắc hoài chúng ta mới nhớ. Như Phật dạy bốn chất đất nước gió lửa hợp lại thành thân này. Thiếu một trong bốn chất ấy thì ta không sống được. Chất cứng trong người là đất, ướt trong người là nước, động trong người là gió, chất ấm trong người là lửa. Bốn thứ tụ lại thành thân rồi, còn phải mượn bốn thứ bên ngoài phụ trợ luôn luôn nó mới tồn tại. Nếu không nó sẽ mất. Như chúng ta ngồi đây, lỗ mũi đang hít thở, tức đang mượn không khí. Hít vô là mượn, thở ra là trả. Mượn trả đều đặn như vậy thì sống. Khi nào chán, không muốn mượn nữa thì chết. Rõ ràng chúng ta sống bằng sự dây mượn chứ không phải sống thật. Một lát mượn tách nước, mượn rồi trả. Mượn bao nhiêu trả bấy nhiêu rất công bình. Ít giờ sau mượn vài ba chén cơm, mượn rồi cũng trả. Như vậy sự sống của chúng ta là sự dây mượn liên tục. Sống bằng dây mượn mà nói thân thật thì có phải trái với lẽ thật không? Nó không thật mà tưởng là thật, không phải vô minh là gì? Cho nên Phật nói chúng sanh vô minh chấp thân tứ đại là thân mình thật. Bây giờ muốn hết vô minh thì luôn thấy thân này là dây mượn tạm bợ không thật, chứ có khó gì? Nếu chúng ta thấy thân thật sẽ chạy theo những đòi hỏi của nó. Nó muốn ăn ngon thì phải tìm đồ ngon, nó muốn mặc đẹp phải tìm đồ đẹp, nó muốn gì mình phải chiều theo, mà sự ham muốn thì không có giới hạn, nên chạy theo nó hoài suốt đời cũng không thỏa mãn. Muốn là tham, nếu muốn mà bị ngăn trở thì sân. Như vậy, từ si sanh ra tham sân, bởi vì si mê cái giả mình cho là thật, nên mới khởi tham. Tham không được nên nổi sân. Cả ngày chúng ta bị tham sân si lôi kéo, che phủ nên không thấy được tâm thật của mình. Con mắt tìm sắc đẹp, mũi tìm mùi thơm, lưỡi tìm thức ngon, tai tìm nghe tiếng êm dịu, thân tìm xúc chạm vừa ý. Như vậy từ sớm tới chiều cứ chạy theo nó, lo cung ứng những đòi hỏi của nó, cuối cùng nó cũng bại hoại. Khi bại hoại rồi thì thành một thây thối, chứ có giá trị gì đâu. Trọn cuộc đời chúng ta lo bồi đắp cho thân này, bồi đắp đúng những gì nó muốn, nó đòi hỏi, nhưng bồi đắp hoài nó cũng không thỏa mãn. Cho nên suốt đời toàn là khổ, không bao giờ được tự tại an vui. Thế mà chúng ta cứ say sưa dung bồi cho nó, có phải là mê hay không? Một sự thật trước mắt mà mình không thấy, ai giành được sự thụ hưởng nhiều liền khen: anh đó khôn quá, làm ra được nhiều của cải. Nhưng thật ra hưởng nhiều bao nhiêu cuối cùng cũng phải bỏ hết, có đem theo được đâu. Cho nên thấy đúng như thật về thân thì chúng ta sẽ bớt được rất nhiều phiền lụy. Ngược lại, thấy sai lầm về thân thì tạo không biết bao nhiêu phiền lụy. Nếu chúng ta chịu khó quán sát tường tận như vậy thì việc tu rất dễ chứ không khó. Sở dĩ chúng ta tu khó tại thấy thân thật. Ví dụ, người ăn mặn quen bảo ăn chay họ chịu không? Ăn chay sợ ốm nên khó là tại mình chấp thân thật. Bây giờ biết nó tạm bợ
ăn cái gì sống được thôi không quan trọng. Chúng ta đâu cần tìm kiếm trí tuệ ở phương trời nào, mà chính ngay thân mình thấy đúng như thật là đã sáng, đã có trí tuệ rồi. Đó là chấp về thân. Đến chấp về tâm, chúng ta cứ cho cái biết nghĩ suy phân biệt là tâm mình, còn cái hằng biết không nghĩ suy mới thật là tâm, ta lại không biết. Tại sao? Vì cái biết nghĩ suy là cái động, cái sanh diệt. Cái gì động, cái gì sanh diệt thì không phải thật. Cái biết nghĩ suy đó thật ra là bóng dáng của sáu trần rơi rớt lại trong tâm ta. Ví dụ, chúng ta ra chợ thấy một người ăn mày cụt chân, lê lết đi xin. Mình thấy thương nên chú ý. Về nhà, được hỏi hôm nay anh chị đi chợ thấy gì, mình sẽ nói thấy người ăn mày cụt chân. Như vậy, bóng dáng người ăn mày đã có trong tâm ta rồi, cho nên mình nhớ lại thì nó hiện ra liền. Trong nhà Phật dùng từ pháp trần để chỉ cho những bóng dáng ấy được chôn vào tàng thức của chúng ta. Như vậy pháp trần chỉ là bóng thôi, chứ đâu phải thật. Từ nhỏ tới lớn chúng ta chôn rất nhiều bóng dáng như thế. Gặp chuyện vui hoặc chuyện buồn, ta kể cho người thân nghe không biết bao nhiêu lần. Gặp người này kể, gặp người kia kể, kể thôi là kể. Giống hồi còn bé, chúng ta muốn học thuộc lòng thì phải đọc nhiều lần. Đọc tới đọc lui hoài là quân sâu trong tàng thức của mình nên mới thuộc. Đã quân sâu thì lâu lâu nhớ lại, hoặc chỉ cần một chút duyên gợi nhắc thì nó hiện ra liền. Cũng thế, cái vui cái buồn mình kể đi kể lại hoài thì nó chôn sâu trong tàng thức, chạm đến là nhớ liền. Vì vậy khi ngồi lại niệm Phật hay tọa thiền, những bóng dáng ấy tràn lên, mình bực tức tại sao muốn ngồi yên mà nó lại dấy khởi đủ thứ, thì tại mình quân sâu nên nó phải hiện thôi. Nếu không muốn nó hiện nữa, mỗi lần nhớ chúng ta phải bỏ đi, không thèm để ý đến nó nữa, tự nhiên nó sẽ lui. Như vậy bóng dáng không thật mà mình cho là tâm mình thật nên bị nó sai sử. Giả sử ta đang lái xe mà nhớ chuyện này chuyện nọ, thành ra không tập trung vào việc lái xe, do đó dễ xảy ra tai nạn. Đó là vì tâm bị vọng tưởng che khuất, đầu óc đầy cứng những suy nghĩ tính toán. Chúng sai khiến ta, nên mình không thể làm chủ được mình, không thể làm chủ công việc hiện tại. Thế mà cả đời chúng ta cứ đuổi theo những bóng dáng không thật ấy, sống ngày này tháng kia, cho đến trăm tuổi chỉ một việc ấy. Nếu đuổi theo bóng dáng tốt thì trăm tuổi nó vẫn đi chỗ tốt, đuổi theo bóng dáng xấu thì trăm tuổi nó vẫn đi chỗ xấu. Đuổi theo nó tức là nghiệp, nghiệp mà ta nhận là mình. Ví dụ ai làm chúng ta vui thì cười nói tôi vui quá, ai làm chúng ta bực mình thì nói tôi bực quá, ai làm chúng ta thương mến thì nói tôi thương, ai làm chúng ta không ưa thì nói tôi ghét. Như vậy buồn, thương, giận, ghét đều là tôi hết. Cả trăm thứ buồn, thương, giận, ghét lộn xộn thì cái tôi nào là tôi thật? Nếu giận là tôi thì phải giận suốt đời, nếu thương là tôi thì phải thương suốt đời. Nhưng tâm biến đổi như trong chóng, không dừng thì làm sao nói tôi được? Vậy mà ai cũng cho đó là tôi nên bị nó sai sử liên tục. Chúng ta tu phải biết tâm phân biệt ấy không thật, hư giả để loại trừ nó. Còn tâm không phân biệt suy nghĩ chính là tâm thật của mình. Ta phải nhận và sống được với tâm này mới an vui giải thoát. Vậy tâm ấy ở đâu? Có những lúc chúng ta ngồi yên không suy nghĩ, đầu óc thư thả, nhưng tiếng chim kêu ta vẫn nghe, người đi qua mắt vẫn thấy, gió thổi mát vẫn biết. Nhưng thử hỏi cái biết đó là sao, ta không tả được, vì nó không có bóng dáng gì hết. Chỉ những gì tới thì biết, qua rồi thì thôi, không lưu lại bóng dáng nào cả. Cái biết này thầm thầm hiện tiền ở bên trong. Nhưng lâu nay chúng ta cứ nhận cái biết suy nghĩ theo bóng dáng sáu trần là tâm mình, nên cái biết chân thật bị che khuất. Bây giờ chúng ta tu là làm sao trở lại được cái biết hằng hữu của mình, như lỗ tai lúc nào cũng nghe, con mắt lúc nào cũng thấy. Chính chỗ này Đức Phật đã nói ngài A Nan, cái thấy có vắng mặt lúc nào không? Ngài A Nan thưa, khi ngủ không thấy. Nếu ngủ không thấy thì tại sao có người mở đèn sáng ta giật mình thức giấc, như vậy là có thấy. Nghe cũng thế, ta đang ngủ nhưng ai gõ cửa mình liền nghe. Như vậy lúc nào cũng có cái hay thấy
hay nghe. Chỉ khác, khi thức thì cái thấy, cái nghe rõ hơn lúc ngủ, chứ không phải là không. Cho nên ngài Anan nói, khi ngủ không thấy, thì tức Phật dạy, chẳng những ngủ mà cả người mù cũng thấy nữa. Ngài Anan ngạc nhiên, người mù làm sao thấy? Đức Phật liền đưa thí dụ. Như ban đêm trong nhà tối không có đèn, ta đi vào không thấy gì. Người mù ban ngày trời sáng, họ cũng không thấy gì. Họ sẽ nói tôi thấy tối đen. Như vậy thì người có mắt không có đèn thấy tối, người mù cũng thấy tối. Thấy tối tức là có thấy, chứ không phải không thấy. Như khi mở đèn, người có mắt thấy sáng, đó là con mắt thấy hay cái đèn thấy? Nếu con mắt thấy thì thấy tối, rồi thấy sáng. Thấy tối cũng thấy sáng cũng thấy. Không đèn nên thấy tối, có đèn nên thấy sáng. Cũng vậy, người mù, nếu được chữa trị hết bệnh, họ mở con mắt cũng thấy sáng như mình vậy. Nên biết cái thấy đã sẵn trong ta, nhưng vì mắt hư nên mình thấy không rõ. Như vậy, chấp thân thật, chấp tâm suy nghĩ thật, gốc từ vô minh, tất cả chúng ta hiện sống đây, có ai thoát khỏi vô minh không? Bởi không thoát khỏi vô minh, nên chúng ta phải luân hồi sanh tử. Bây giờ, muốn ra khỏi sanh tử, phải phá tan vô minh. Chúng ta biết thân này hư giả, tâm suy nghĩ phải quấy, hơn thua hư giả. Hai thứ hư giả, biết hư giả là chúng ta đã sáng rồi. Biết như vậy có khó lắm không? Đâu có gì khó. Con người do cố chấp mà nảy sanh nhiều chuyện đau khổ. Như trong gia đình, người chồng chấp cái nghĩ của mình đúng, vợ con nghĩ khác thì bực bội không vui, đôi khi dẫn tới ẩu đả nữa. Xa hơn trong xã hội, ai cũng chấp cái nghĩ của ta đúng, những cái đúng đó đụng nhau thì sẽ tàn sát nhau. Bây giờ chúng ta biết cái nghĩ của mình không phải chân lý, ta có quyền nghĩ thế này, người khác có quyền nghĩ thế khác. Nhờ vậy chúng ta sống thoải mái tự tại, không oán không hờn. Qua đó để thấy lỗi của chúng ta vì mê lầm chấp chặt đó gây đau khổ cho mình, cho người. Nhỏ thì trong gia đình, lớn thì ngoài xã hội, lớn nữa thì quốc gia, thế giới. Vì chấp mà con người sát phạt với nhau không thương xót. Nên người buông được cố chấp là người sáng suốt. Dù không ai phong thánh người ấy cũng là thánh rồi. Bởi không chấp thân, không chấp tâm thì có gì phiền lụy. Không phiền lụy là tự tại trong cõi đời, không vướng mắc khuôn khổ. Chẳng phải thánh là gì? Nên người tu chúng ta chỉ nhận cho đúng hai điều về thân và tâm. Đừng lầm lẫn là đã giải bao nhiêu khổ đau cho mình và mọi người. Như vậy tu là rất hay, chỉ sợ chúng ta không chịu tu thôi. Biết rõ thân không thật, cái biết ấy là gì? Là trí tuệ, là giác. Nên Phật lấy trí viên giác chiếu phá vô minh. Trí ấy mọi người đều có sẵn, cũng như đèn có sẵn, chỉ cần thắp lên là sáng. Đạo Phật thực tế vô cùng, nhưng vì chúng ta chưa can đảm nhìn đúng sự thật, cứ nuôi chiều theo cái hư giả nên khổ đau. Nếu thức tỉnh, không chấp thân tâm nữa, thì chúng ta tự tại giữa cõi đời. Đó là giải thoát khỏi mọi ràng buộc rồi, đâu cần nhờ ai, đâu cần tìm ở đâu xa. Đức Phật dạy niệm Phật để dẹp hết các lăng xăng lộn xộn trong đầu. Niệm tới vô niệm thì thấy Phật Di Đà. Còn người tu thiền dẹp tâm hư dối vọng tưởng đảo điên, lặng hết những thứ ấy thì được định chứng A-la-hán vào Niết Bàn. Đức Phật do thấy được gốc mê lầm, nên ngài dạy chúng ta tu để thoát khỏi cội gốc đó. Nhưng chúng ta lại không thấy chủ đích đó, cứ ước mơ khác đi. Niệm Phật để Phật trước về cực lạc cho sung sướng, còn muốn sung sướng là còn bản ngã, sướng cho bản ngã hưởng. Như vậy là chưa thấy mục đích của Phật dạy. Tu thiền cũng thế, trọng tâm của thiền tông là phản quan, tức nhìn lại tâm mình. Biết rõ tâm vọng tưởng phân biệt không thật thì nó tự mất. Nó mất tức an định. Niệm Phật trì chú cũng để đi tới chỗ nhất tâm, nhất tâm để được an định. Còn tu thiền chỉ thẳng, không mượn phương tiện, dùng trí phản quan, thấy rõ thân không thật, tâm không thật thì tự nói dừng lặng. Sở dĩ chúng ta ngồi thiền hay niệm Phật thấy tâm lăng xăng, làm gì từ lâu đã quân tập nhiều quá. Bây giờ yên lặng nó dấy khởi lên, chúng ta biết rõ không thật, từ từ sẽ tiêu tan. Cho nên chúng tôi hướng dẫn Phật tử tu phải nhìn lại các niệm khởi của mình. Nó dấy lên biết là vọng tưởng không thật,
quở riết nó lụng bại tiêu mòn. Tu như thế là không mượn một pháp nào, mà chỉ dùng trí để dẹp. Cho nên trong nhà thiền thường nói: tông ta không ngữ cú, không một pháp cho người. Như Đức Phật dùng trí viên giác chiếu soi vô minh, từ từ nó tan thì trí viên giác hiện tiền. Tu mà muốn đời sau sung sướng là còn nằm trong luân hồi, tức còn vô minh. Muốn phá luân hồi phải dùng trí tuệ chiếu pháp cho minh. Chừng đó không nói giải thoát cũng là giải thoát. Ngược lại cứ chiều theo bản ngã thì đời đời kiếp kiếp luân hồi, hết nơi này đến nơi khác. Có nhiều vị nghĩ rằng mình luân hồi nhưng được sanh chỗ sung sướng cũng tốt. Giả sử điều đó đúng, người ấy được giàu sang sung sướng. Nhưng có một điều rất bình đẳng là khi bệnh, khi già, khi chết, ai cũng như ai. Sự sung sướng đó chỉ tạm thời. Khi tắt thở, mọi người đều khổ như nhau. Chỉ người nào thoát được bốn cái khổ lớn, sanh lão bệnh tử, mới thật là người hạnh phúc. Biết được chỗ này, chúng ta sẽ có cái nhìn khác với thế gian. Thí dụ như cánh tay ta có một nhọt đau nhất. Lúc đó, mình nói một nhọt ở cánh tay đau hay mình đau. Thường người ta nói mình đau rồi rên rỉ đủ thứ. Sự thật chỉ vì một nhọt đụng những dây thần kinh nên chỗ đó đau thôi, chứ mình đâu có đau. Nhưng người đời hay đồng hóa tất cả là mình hết. Sự thật không phải vậy. Có một vị thiền sư bị bệnh, thầy tri sự đến thăm. Bạch hòa thượng bệnh có cái không bệnh chăng? Thiền sư đáp: có. Cái không bệnh nó thế nào? Ngài nói: ôi da, ôi da, quý vị có thấy cái đó chưa? Cái biết đau nó không đau. Chỗ đau chỉ ở nơi thân phần nhỏ của thân, chứ ta không đau. Nhưng lâu nay mình đồng quá, đau một chỗ là đau tất cả nên rên rỉ thống khổ. Khi nhận ra được điều đó rồi, lúc nào đau, mình nhìn xem nó đau tới đâu. Nhìn một hồi tự nhiên quên đau luôn. Đó là điểm đặc biệt. Do trí giác biết được chỗ đau thì cái biết đó đâu có đau. Hiểu vậy rồi, trong cuộc sống này chúng ta đã có một phần tự tại. Còn không, vừa động tới liền trên la đau quá. Đó là chỗ rất thiết yếu. Vì chúng sanh làm chấp thân tứ đại, làm thân mình thật, chấp tâm duyên theo bóng dáng sáu trần là tâm mình thật, nên Phật dùng ba thí dụ để chỉ cho chúng ta biết những thứ đó không phải thật. Thí dụ thứ nhất, như bốn hướng, nếu ta nhìn lầm hướng nam thành hướng đông thì các hướng khác đều lầm hết. Một hướng nhận sai thì các hướng đều sai. Cũng thế, khi nhận lầm thân tâm này là thật thì tất cả các thứ khác đều lầm hết. Thân mình thật, tâm mình thật thì thân người, tâm người cũng thật. Tất cả mọi thứ chung quanh đều thật. Đó là ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, như con mắt bệnh nhìn ra hư không, lúc trời nắng thấy có hoa đốm. Như vậy hoa đốm có là từ con mắt bệnh. Nếu con mắt hết bệnh thì hoa đốm cũng không còn. Con mắt bệnh dụ cho nhận định sai lầm về thân tâm này, nên tất cả các thứ khác đều sai lầm hết. Cái không có thấy thành có. Đó là ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ ba, như người nằm mộng cũng khóc cũng cười, nhưng thức giấc rồi mộng không còn nữa. Như vậy mộng thật có hay thật không? Nhà Phật dùng từ phi hữu phi vô, không phải có mà cũng không phải không. Không phải có vì thức rồi không còn, không phải không vì lúc mộng thì có, nên mình mới khóc mới cười. Cũng thế, các pháp trên thế gian này đều tạm bợ hư dối, cũng như mộng, không thật có cũng không thật không. Thế nhưng chúng ta làm mê chấp cái gì cũng thật, hoặc cái gì cũng không. Gặp sự việc gì, người ta thường hỏi nhau, việc đó có hay không? Ý nó có thì có thật, không thì không ngơ. Sự vật trên thế gian này không thật có, cũng không thật không. Khi duyên hợp tạm có, duyên tan tạm không. Không có gì cố định cả. Chắc như vậy, Phật gọi là biên kiến, tức thấy một bên, thấy không đúng. Chúng sanh luôn sống trong biên kiến, nên lúc nào cũng thấy hai bên, hoặc chạy bên này, hoặc chạy bên kia. Sự thật tâm chúng ta không có hai bên, hai bên chẳng qua là vọng tưởng phân biệt mà ra. Thiền sư Câu Chi khi được hỏi thế nào là Phật, Ngài đưa một ngón tay. Hỏi thế nào là Pháp, Ngài cũng đưa một ngón tay. Hỏi gì cũng đưa một ngón tay thôi, không nói câu nào hết. Như vậy nghĩa là sao? Phật Pháp thì không có hai bên.
có hai bên thì không phải Phật Pháp. Lục Tổ Huệ Năng lần đầu tiên thuyết pháp cho Thượng Tọa Minh, ngài dạy: không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Ngay câu đó Thượng Tọa Minh liền ngộ đạo. Nhìn lại cuộc đời chúng ta đang đuổi theo, hai bên phải quấy hơn thua vân vân, sống như vậy là thấy vui, còn buông cả hai bên xem ra buồn quá. Cái hấp dẫn của thế gian là hấp dẫn của khổ đau, chứ không phải hấp dẫn chân thật. Khi không còn hai bên, chúng ta vẫn hằng thấy, hằng biết, tâm thanh tịnh trong sáng, chứ không tính toán phân biệt hơn thua phải quấy. Đó là cái vui chân thật. Đức Phật thấy chúng sanh đang chết chìm trong biển mê, ngài sẵn sàng cứu vớt mà chúng sanh không chịu nghe theo. Nên hình ảnh Đức Phật Di Đà đứng duỗi tay, chúng sanh đang lặn ngụp dưới sông dưới biển, nhưng không chịu đưa tay cho ngài vớt, cứ lặn hụp hoài, thật là đáng thương. Đó là để diễn tả chúng ta ở trong biển mê mà không biết mình mê, nên say sưa mãi trong đó. Phật thương chúng ta mê lầm, nên ngài chỉ dạy để thoát mê lầm. Hết mê là hết khổ, còn mê thì còn chìm trong biển khổ. Nhưng chúng ta cứ vui trong cái khổ, chứ không vui trong cái thật. Nhiều người nói đi coi hát cải lương cũng vui, vậy mà gặp mấy cô đào diễm giai thương, khóc lên khóc xuống, họ cũng khóc theo. Đã nói vui, sao khóc? Như vậy, chúng ta vui lẫn trong cái khổ chứ không thật vui. Bao giờ tâm thanh tịnh, trong sáng mới là vui thật. Song chúng ta không biết tìm về cái vui này, cứ tìm vui trong khổ thì không bao giờ hết khổ. Muốn thoát khổ, phải ra ngoài đối đãi hai bên. Cho nên Thượng Tọa Minh nghe câu không nghĩ thiện, không nghĩ ác, tức hai bên, thì bản lai diện mục hiện tiền, mặt thật xưa nay sẵn có. Nhưng vì hai bên che khuất đi, bây giờ không còn hai bên thì nó hiện tiền, giản dị vô cùng. Tìm kiếm cái gì mà chúng ta chưa bao giờ biết, chưa bao giờ có mới khó. Còn cái sẵn ở đây, ngay nơi mình mà không chịu tìm, cứ đi tìm đâu đâu rồi than khó. Nghĩ hai bên là ai nghĩ? Mình nghĩ. Vậy bỏ hai bên thì ai bỏ? Mình bỏ. Cho nên tu cốt phải trở lại cái chân thật của chính mình, cái đó không bị lôi cuốn trong luân hồi sanh tử. Trở về được cái chân thật là ra khỏi sanh tử, là giải thoát, là Phật. Ai cũng có quyền thành Phật, nhưng không chịu thành, cứ lạy Phật khóc than: con khổ quá, Phật cứu con. Nỗi khổ đó là tại đa mang, tự mình chuốc lấy chứ Phật đâu có cho. Phật bảo phải bỏ mà. Chúng ta tỉnh giác biết thân này hư giả, lúc gần chết không còn sợ nữa. Cho nên các thiền sư sửa soạn chết đều cười, còn chúng ta gần chết thì khóc. Tại vì nhìn không đúng lẽ thật, biết không đúng lẽ thật. Thân đã là duyên hợp thì phải tan, tại sao khi hợp mình chịu, khi tan lại không chịu? Thế gian kỷ niệm ngày sinh gọi là mừng sanh nhật, tưởng niệm ngày mất gọi là quý kỵ, tức sợ lắm không dám nói tới. Như vậy chúng ta thích sống sợ chết, nhưng luật vô thường phải như thế, không khác hơn được. Tại sao chịu sanh lại không chịu tử? Thế nên lão giáo đưa ra thuốc trường sanh bất tử để hấp dẫn kẻ tham sống sợ chết, vì vậy người ta thích. Còn đạo Phật dạy tu tới chỗ niết bàn là vô sanh, không còn sanh nữa, nên không ai ham. Nói trường sanh bất tử, nhưng thử tìm xem ngày nay còn ông tiên nào không? Nếu bất tử sao mất? Nên biết đó chỉ là nói đùa chơi cho vui vậy thôi. Có thể luyện thuốc linh đơn sống thọ hơn người, chứ không thể sống mãi không chết. Phật bảo có sanh là có tử, muốn hết tử thì phải vô sanh. Như vậy mới thấy giáo lý đạo Phật rất chân thật, cốt chỉ chúng ta thấy được lẽ thật, sống đúng lẽ thật. Thấy như thật rồi chúng ta sẽ can đảm đứng giữa cuộc biến chuyển của thế sự, không còn, không bị khổ đau vì những biến chuyển đó nữa. Đạo Phật không bi quan yếm thế như nhiều người tưởng, bi quan thì chết đâu có cười được. Thế nhân sống trong ảo tưởng nhiều quá, tưởng ta hạnh phúc, tưởng đời là vui, đùng một cái hạnh phúc đó mất nên hoảng hốt liều chết. Đạo Phật không như thế, thấy rõ cuộc đời làm vậy thì mọi chuyện đổi thay là trò chơi thôi. Tôi ví dụ gần nhất như hai người nam nữ thương nhau, họ thường thề non hẹn biển, tức dù non mòn biển cạn cũng không thay đổi. Nói nghe hoài quá,
Nhưng nếu một trong hai người bị bệnh phổi nặng hay bị cùi, thì non chưa mòn, biển chưa cạn mà tình đã mất rồi. Thế gian hay tưởng tượng rồi gạt gẫm nhau mà chơi, không có lẽ thật. Chúng ta thấy Phật nói tâm vô thường, tùy hoàn cảnh, tùy trường hợp, nó đổi thay luôn, không dừng chỗ nào hết. Biết như vậy, nếu có người mến mình, sao lại không thích, ta cũng cười thôi, có gì đâu mà khổ. Hiểu như vậy rồi, chúng ta sống vững vàng trước cuộc đời, không bị nó lung lay. Như vậy, người can đảm là do thấy đúng sự thật, còn sống trong ảo tưởng là người yếu đuối hay sợ hãi, đó là lẽ thật. Trong Kinh Viên Giác Phật nói, tri quyển tức ly, ly quyển tức giác, nghĩa là biết quyển liền lìa, lìa quyển liền giác. Giác ngộ của Đạo Phật không phải phát hào quang, giác ngộ là thấy đúng như thật về con người và các pháp. Con người đã thấy đúng thì tất cả mọi thứ bên ngoài cũng thấy đúng. Ngược lại, con người đã thấy lầm thì tất cả đều lầm hết. Hiểu vậy, trên đường tu, tất cả chúng ta đều phải từ biển mê lên bờ giác, không nên đắm đuối trong biển mê hoài. Còn tưởng tượng, còn mê đắm trong cõi tạm bợ thì chỉ mới tu ngoài da thôi, chứ chưa tu tận xương tủy. Cũng như nhà tối muốn sáng thì phải thắp đèn, không chịu thắp đèn, cứ đem cái này cái kia quăng vô cho sáng thì thật si mê. Cũng vậy, chúng ta mê nên trầm luân đau khổ, bây giờ muốn thoát ra thì phải giác. Nên biết mê là trọng tâm của đau khổ, giác là cội nguồn của giải thoát an vui. Hai bên rõ ràng, chúng ta tự chọn lấy, không ai bắt buộc mình cả. Người Phật tử sáng suốt cần phải nắm vững điều này để không bị lầm lẫn trên bước đường tu tập của mình. Hôm nay tôi nói về nguồn gốc tu hành của Đức Phật. Chúng ta là đệ tử Ngài, tu theo Ngài thì tự biết phải làm gì, tu như thế nào để không sai lạc con đường Đức Phật đã đi, đã thành tựu và hướng dẫn chúng ta cùng đi. Mong tất cả không cô phụ Đức Phật cũng như cô phụ chính mình. Đạo Phật là đạo yêu đời. Giảng tại Virginia, Hoa Kỳ, tháng 11 năm 2000. Đề tài chúng tôi giảng hôm nay: Đạo Phật là đạo yêu đời. Lâu nay người ta ngỡ rằng Đạo Phật là đạo yếm thế. Giờ đây chúng tôi nói Đạo Phật là đạo yêu đời, chắc quý vị không khỏi ngạc nhiên. Chúng tôi sẽ tuần tự giải thích tinh thần yêu đời của Đạo Phật. Theo cái nhìn thông thường của người đời, Đạo Phật dường như yếm thế. Tại sao? Vì trong kinh Tứ Diệu Đế, đế đầu tiên là khổ đế. Phật nói khổ trước nhất. Sau đó còn nói thêm thân này vô thường, bất tịnh, giả dối, vân vân. Nói như thế, tức rõ ràng Đạo Phật là chán đời. Nhưng thật ra, ấy là do cái nhìn thiển cận mà thôi. Đức Phật có điểm đặc biệt, khi chỉ một phương pháp nào, trước Ngài nói quả, sau mới chỉ nhân. Từ đó, Ngài mới dạy phương pháp tiêu diệt nhân để hết quả khổ. Phật nói thân này là khổ là nói trên quả. Khổ từ đâu ra? Từ tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, vân vân. Biết được lý do, tức là biết được nhân, sau đó phải tìm cách tiêu diệt nhân ấy. Cho nên khổ đế là quả, tập đế là nhân. Diệt sạch nhân khổ rồi thì được quả vui, gọi là diệt đế. Muốn diệt nhân không phải ngẫu nhiên tự diệt, mà có phương pháp tu hành, gọi là đạo đế. Ví như bác sĩ thấy bệnh nhân đau nặng, nhưng người ấy chưa biết, nên trước bác sĩ giải thích bệnh này trầm trọng lắm, cần phải uống thuốc trị mới lành. Bệnh nhân nghe vậy sợ mới chịu điều trị. Sau đó bác sĩ hướng dẫn cách chữa trị, người đó nghe và làm theo lời dặn của bác sĩ nên lành bệnh. Cũng vậy, ban đầu nghe nói bệnh trầm trọng, chúng ta sợ, đó là khổ. Nhờ sợ mới hỏi cách chữa trị. Khi trị đã lành thì hết khổ, được an vui. Vì vậy Đạo Phật nói khổ nhưng không phải cố định. Nếu biết cách tiêu diệt nhân khổ thì quả khổ sẽ hết. Hết khổ tức là vui. Cho nên Đạo Phật nói khổ không phải để cho chúng ta thở than buồn thảm, mà nói khổ để chúng ta diệt khổ. Diệt khổ để được vui, vui thì yêu đời. Đó là ý nghĩa cao siêu của Đạo Phật. Như trong kinh có câu: Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử. Tức là Phật thương chúng sanh như mẹ thương con. Mẹ thương con thì không bao giờ bỏ được. Không bỏ được nên phải tìm mọi cách để chỉ dạy, hướng dẫn sao cho con mình bớt khổ. Đó là tinh thần từ bi của Đức Phật.
có học Phật mới thấy tình thương của Phật đối với chúng ta thật tràn trề lai láng. Tinh thần đó là yêu đời chứ không thể chán đời mà có được. Trong Kinh Hoa Nghiêm, chư Bồ Tát thường nói: thấy chúng sanh khổ thì Bồ Tát khổ, thấy chúng sanh vui thì Bồ Tát vui. Cái khổ cái vui của chúng sanh là cái khổ cái vui của Bồ Tát. Do đó, lúc nào các ngài cũng muốn độ, muốn cứu chúng sanh. Như vậy không phải thương yêu là gì? Trong Kinh Lăng Nghiêm, sau khi A Nan ngộ được lý đạo rồi, ngài phát nguyện rằng: trong đời ác ngũ trược, con xin vào trước. Còn có một chúng sanh chưa được niết bàn, con nguyện không vào niết bàn. Như vậy yêu đời hay chán đời? Từ Đức Phật cho tới Bồ Tát, Thanh Văn, A-la-hán cũng phát nguyện mạnh mẽ như vậy. Vì lợi ích chúng sanh, các ngài không bao giờ tự an phận mình để chúng sanh phải chịu đau khổ. Tinh thần đó làm sao chán đời được? Trong Kinh Pháp Hoa, chàng cùng tử rời bỏ cha mẹ đi lang thang đói khổ. Khi muốn tìm trở về cha mẹ, vô tình lạc tới chỗ ông trưởng giả. Tại đây, chàng xin làm một công việc nhỏ để kiếm sống qua ngày. Ông trưởng giả nhận ra chàng là con mình nên bảo người gọi đến. Khi được gọi, cùng tử hoảng hốt bỏ chạy, không dám trở về nữa. Người cha thương bảo gia nhân đuổi theo và đem về, nói sẽ thuê hút phân. Nghe thế, chàng mới hết sợ. Trưởng giả muốn gần con nên cởi áo bào sang trọng, mặc áo rách, cầm đồ hút phân đến gần cùng tử. Gần gũi được rồi mới tìm cách dụ dỗ cho làm những công việc lớn hơn. Cuối cùng biết chàng không còn sợ hãi nữa, trưởng giả mới nói thật ông là cha của chàng và trao lại gia tài cho chàng. Trưởng giả chỉ cho Đức Phật, chàng cùng tử chỉ cho chúng ta. Vì thương con nên từ ngôi vị an lạc, trưởng giả phải xuống hầm phân để gần gũi và dìu dắt con. Chư Phật cùng các vị Bồ Tát đều như thế, hết lòng hết dạ thương xót chúng sanh. Tinh thần đó có phải yêu đời không? Đó là một lẽ thật không thể phủ nhận được. Người đời mới nhìn thấy cuộc sống như lạc quan vui thích, nhưng khi gặp hoàn cảnh trái ý liền muốn tự tử hoặc chạy trốn cuộc đời bằng nhiều cách sa đọa hư hỏng. Nếu lạc quan tại sao phải tự tử? Tự tử có phải trốn đời không? Đã trốn đời thì đâu còn yêu đời nữa. Cho nên Phật tử tu theo đạo Phật không có quyền tự tử. Tại sao? Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật dạy rất rõ: những người gặp hoàn cảnh khó xử, buồn nản, tự tử chẳng những không hết khổ mà còn chuốc khổ nhiều hơn nữa. Thí như con trâu bị kéo cày, nó thấy cái ách là tai họa của nó. Mỗi khi để ách lên vai là nó khổ, cho nên nó tìm cách phá hoại cái ách đó, như lấy sừng vật cho gãy ách. Nhưng nó không ngờ ách cũ gãy rồi, ông chủ sẽ làm cái ách mới tốt hơn, chắc hơn. Con trâu muốn hết khổ hoặc cho gãy ách, đâu ngờ lại mang cái ách mới còn khổ hơn. Cũng vậy, Phật dạy tất cả chúng ta sanh trong cõi đời này, gặp những cảnh vui tươi sung sướng hoặc đau khổ. Khi khổ quá, chúng ta tưởng chết đi cho hết khổ, cũng giống như con trâu kia vậy. Người sợ thân này khổ, chịu không nổi nên muốn tự tử, nhưng không ngờ tự tử rồi, mang thân khác còn khổ hơn, lâu dài hơn. Chúng ta không chạy trốn đi đâu được, nếu nghiệp ác của mình chưa hết. Cũng như con trâu không thể trốn cái ách khi nghiệp trâu vẫn còn. Chừng nào nghiệp trâu hết thì hết ách, còn mang thân trâu thì phải mang ách, không sao tránh khỏi. Chúng ta cũng vậy, còn mang thân nghiệp báo, ân oán chưa hết mà muốn giải quyết bằng cách chạy trốn thì không bao giờ được. Cho nên Phật dạy, người Phật tử sống trong cảnh vui sướng cũng nhớ làm lành, đừng tạo nghiệp ác. Ở trong cảnh khổ cực nên biết rõ rằng khổ này không phải bỗng dưng tự đến với mình, mà do nghiệp ác đã tích lũy đời trước, ngày nay phải chịu. Nghiệp là mối nợ, nợ đến mà chạy trốn không chịu trả thì chừng nào hết nợ? Ở đây thiếu nợ trốn qua chỗ khác, nếu ở đó người ta gặp lại cũng đòi như thường. Như vậy chỉ trả hết nợ thì mới được an lành. Hiểu thế, chúng ta có thân này trong cảnh vui thì sống theo cảnh vui, trong cảnh khổ thì chấp nhận trả nợ nần của cảnh khổ. Nợ nần trả xong thì chúng ta sẽ hết khổ. Biết rõ như vậy sẽ không còn gì để lo sợ nữa. Chấp nhận trả hết nợ thì hết khổ, còn chưa hết nợ mà trốn thì không được. Như vậy, đạo Phật dạy chúng ta chán đời hay yêu đời?
dù đời có cay đắng mấy cũng ráng chịu, không chạy trốn. Vậy là quá lạc quan, quá yêu đời rồi. Trong kinh A Hàm, Đức Phật dạy được thân này rất khó. Thiên niên thiết thọ khai qua dị, nhất thất nhân thân vàng kiếp năng. Nghĩa là ngàn năm cây sắt mới trổ bông còn dễ. Một khi mất thân này rồi, được trở lại làm người rất khó. Như vậy được làm người là tốt, tại sao lại đi quỷ hoài? Thật hết sức dại cợt. Vì vậy Phật dạy chúng ta phải quý tiết thân này, biết mượn nó là phương tiện tu hành, lợi ích cho chúng sanh, chứ không nên quỷ hoài nó. Phật ví dụ như con rùa mù ở giữa biển khơi. 100 năm nó mới trồi đầu lên một lần. Trên mặt biển có bọng cây nổi tùy theo gió đẩy đưa. Như vậy không biết bao giờ con rùa mù trồi lên mới gặp được bọng cây. Chuyện ấy nếu có thật là hy hữu. Phật nói cũng vậy, mất thân này được trở lại làm người cũng khó như con rùa mù tìm được bọng cây giữa biển cả. Thế mà chúng ta được thân này lại xem thường, không cố gắng duy trì gìn giữ cho nó khỏe mạnh để tu hành và làm lợi ích cho mọi người. Thái độ hủy hoại thân này thật là dại khờ lắm vậy. Phật dạy tu nhân thừa Phật giáo là giữ năm giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu mạnh và dùng các chất nghiện như xì ke, ma túy, vân vân. Giữ đủ năm giới này, sau khi thân hoại mạng chung sẽ được trở lại làm người, thiếu một cũng không được. Chúng ta thử kiểm lại xem mình có xứng đáng làm người chưa. Nếu chưa thì phải ráng tu cho xứng đáng. Chúng ta hay xem thường những việc lành, lại nghĩ làm ác qua rồi thì mất, không ngờ đó là tai họa hại mình về sau. Nên người biết tu rất sợ một lời nói ác, một hành động ác, luôn bảo vệ giá trị tu hành của mình, không để cho tham sân si làm chủ, dẫn đi trong ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cũng trong kinh A Hàm, Phật dạy rằng bị thiêu đốt trong địa ngục chưa phải là khổ, bị làm loài quỷ đói lang thang chưa phải là khổ, bị mang lông đội sừng làm trâu bò kéo xe kéo cày chưa phải là khổ, chỉ những kẻ si mê không biết lối đi mới là khổ. Như vậy Phật đánh giá cái khổ không phải ở trong cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mới thật là thật khổ, mà si mê mới là gốc khổ. Tại sao si mê là gốc khổ? Vì khi si mê rồi, chúng ta tạo nghiệp. Nếu nghiệp ác thì phải đi trong đường dữ, không biết tới bao giờ cùng. Ở địa ngục hết tội được lên, ở ngạ quỷ hết nghiệp được ra, súc sanh mãn kiếp được thoát. Còn si mê dẫn mình liên miên trong sanh tử, không có ngày ra khỏi. Nên đạo Phật cho si mê là cái đáng sợ hơn hết. Nhưng thường chúng ta chỉ sợ địa ngục, ngạ quỷ mà không sợ si mê. Cái đáng sợ thì không sợ, cái không đáng sợ lại sợ. Si mê dẫn mình muôn kiếp trong luân hồi, còn nợ nần trong các đường trả hết thì có ngày ra khỏi. Vậy si mê rất nguy hiểm, đáng sợ nhất. Cho nên nói si mê là gốc khổ. Người tu theo đạo Phật phải phá trừ gốc si mê trước tiên. Phật dạy các ngươi phải tự thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh pháp. Thắp đuốc lên tức là thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ. Nhưng làm sao để thắp? Thắp lên với chánh pháp, người có Phật phải hiểu đạo lý chân chánh đó. Hiểu được rồi, áp dụng tu hành, chúng ta mới thoát si mê. Như trong 12 nhân duyên, vô minh là đầu. Vô minh tức si mê. Si mê là nhân dẫn chúng ta đi trong luân hồi không cùng. Vì vậy muốn phá si mê phải dùng trí tuệ. Cũng như trong nhà tối, muốn hết tối phải thắp đèn. Si mê chỉ đáng sợ nếu mình cứ để cho nó hoành hành tự do. Ngược lại, si mê không đáng sợ nếu mình biết dùng trí tuệ diệt trừ nó. Cũng như trong nhà tối, nếu không thắp đèn, chúng ta sẽ da đầu này chạm đầu kia rất khổ. Nhưng khi thắp đèn lên, trong nhà liền sáng. Tối thì khổ, sáng thì an vui. Đạo Phật lấy giác ngộ làm trọng tâm tu hành. Người học Phật, tu Phật mà không giác ngộ thì không biết bao giờ thoát khỏi si mê. Không thoát khỏi si mê tức là ôm vô minh để buông kiếp chịu khổ. Cho nên ai đến với đạo Phật cũng đều phải cố gắng mở sáng con mắt trí tuệ của mình, thoát khỏi si mê. Mở sáng mắt trí tuệ bằng cách nào? Bởi trí tuệ có hai: trí tuệ xuất thế và trí tuệ thế gian. Người thế gian từ không biết gì, do học hành lần lần tiến lên mỗi ngày mỗi giỏi, gọi là người có trí tuệ. Trí tuệ đó nhà Phật gọi là trí tuệ thế gian.
nằm trong sanh diệt đau khổ. Còn trí tuệ của Phật, trí tuệ của các bậc giác ngộ là trí tuệ xuất thế gian. Trí tuệ này có công năng đưa chúng ta đến chỗ thoát khổ, không còn bị lôi kéo dính mắc trong sanh tử luân hồi nữa. Kinh Kim Cang có câu: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Nghĩa là phàm những gì có tướng đều là hư giả, nếu thấy các tướng không phải tướng là thấy được Phật. Thiền sư Duy Tín đời nhà Tống Trung Quốc nói: khi chưa gặp thiền hữu tri thức, tôi thấy núi sông là núi sông. Khi gặp thiền hữu tri thức rồi, tôi thấy núi sông không phải là núi sông. Đến nay qua 30 năm, tôi lại thấy núi sông là núi sông. Những câu nói như vậy mới nghe thật khó hiểu, nhưng chính thật nó thấu đáo tột cùng. Trước tôi giải thích câu trong Kinh Kim Cang: phàm cái gì có tướng, có hình thức, Phật nói đều là hư dối. Người nào thấy các tướng đó không chấp nó là thật, đó là người thấy được Phật. Đơn giản làm sao? Như vậy thấy Phật khó hay dễ? Nếu mình đừng chấp tướng là thật thì thấy Phật dễ vô cùng, còn chấp tướng là thật thì khó vô cùng. Như cái đồng hồ là thật hay giả? Nếu nói giả, có người lụm bỏ túi thì sao? Cho nên nói thì dễ, nhưng thực hành rất khó. Phân tích đồng hồ từng bộ phận trả ra, chúng ta thấy không có đồng hồ. Nhưng nếu trả các bộ phận ấy lại đầy đủ thì có đồng hồ. Như vậy đồng hồ là thật hay là giả? Trên lý ta nói nó giả, nhưng trên sự mất nó chúng ta làm. Như vậy mình vẫn còn mắc mớ trong đó, chưa thấy đúng hoàn toàn lẽ thật. Đồng hồ dưới con mắt của Phật là do nhân duyên hợp lại thành. Cái gì do nhân duyên hợp lại thì không thật, nếu thật thì nó nguyên vẹn, không thể tách ra từng phần được. Nhưng ta mở ra từng phần, nó không còn bóng dáng của đồng hồ nữa, làm sao nói thật được? Tuy nhiên nói không thật thì dễ, nhưng động tới đồng hồ thấy không thật là dễ hay khó? Đó là sự chúng ta thấm nhuần ở trong tâm lâu rồi. Qua đó đủ thấy chúng ta mê lầm như thế nào. Nghe Phật dạy thấy dễ hiểu, nhưng chạm sự thật mới biết mình chưa tỉnh chút nào hết. Đó là chỉ nói những sự vật nhẹ nhẹ bên ngoài thôi. Còn nói đến thân này, nếu như có ai đó chỉ mặt mình nói anh này ngu quá, chừng đó biết liền. Thân đã giả thì người ta nói ngu có gì quan trọng? Thế mà trên thực tế nghe như vậy là nổi sân si với nhau liền. Xét lại, người ta nói mình ngu cũng phải thôi. Nếu chúng ta chấp nhận tôi ngu, đó là biết nhận sự thật. Bởi lâu nay chúng ta cứ ảo tưởng mình là số một, là hơn thiên hạ, nhưng sự thật mình chưa ra gì hết. Trên thế gian có muôn triệu ức việc, muôn triệu ức nghề, mà chúng ta biết được chừng bao nhiêu? Giỏi lắm vài việc trong sở trường của mình thôi, chứ đâu có biết hết. Những thứ không biết thì gọi khôn sao được, vậy mà nói ngu không chịu. Chúng ta sống bằng ảo tưởng nhiều hơn sự thật, cho nên người học Phật phải can đảm nhận chân lẽ thật, không nên ảo tưởng. Sống trong ảo tưởng là sống trong si mê. Đã si mê thì tất cả ý nghĩ và việc làm đều sai lầm, hậu quả phải chuốc lấy đau khổ là điều không thể tránh khỏi. Còn nhiều si mê tức là còn nhiều đau khổ, cho nên tu thì phải giảm bớt si mê. Giảm bằng cách nào? Si mê có hai: một, chấp ngoại cảnh là thật; hai, chấp thân tâm mình là thật. Như đồng hồ, bàn ghế, nhà cửa, nhận đến chim muông, các cảnh đều thuộc về ngoại cảnh. Tất cả cảnh bên ngoài đều là duyên hợp, không có thật. Không thật mà mình chấp thật, đó là si mê, thấy không đúng chân lý. Còn không thật biết không thật, đó là trí tuệ sáng suốt. Người sống đạo phải tập mỗi ngày sống bằng trí tuệ chân thật. Thiền sư Duy Tín, ban đầu ngài thấy núi sông là núi sông, giống như chúng ta lúc mê thấy núi sông là núi sông thật. Khi gặp thiền hữu tri thức chỉ dạy rõ ràng, ngài thấy núi sông không phải là núi sông. Vì biết rõ nó do duyên hợp và có nên không thật. Qua 30 năm quán chiếu như vậy, tâm hết si mê, chừng đó ngài thấy núi sông là núi sông. Bấy giờ vì tâm thanh tịnh nhìn bằng trực giác, không qua cái nhìn mê chấp của phàm phu, cũng không qua trình tự quán chiếu của thanh văn, duyên giác hay Bồ Tát. Chúng ta nghe thế cũng không chịu quán chiếu gì hết, mà không biết mình tu tới đâu.
nghe người ta nói thật liền hưởng ứng theo, rồi thêm chuyện này chuyện kia, phê phán hay dở đủ thứ. Cho nên trên đường tu cần phải dùng trí tuệ quán chiếu để thấy đúng như thật. Nhờ trí tuệ, cái gì giả ta biết giả, cái gì thật ta biết thật, không lầm, đó là giác ngộ. Nên Đức Phật nói, nếu biết các tướng không phải tướng, tức là thấy Phật. Chúng ta kiểm lại tất cả cảnh bên ngoài, có gì không phải do duyên hợp? Đã duyên hợp tạm có rồi tan, không thật. Không thật mà tưởng là thật, ấy là si mê. Thứ si mê này đậm lắm, nó dẫn chúng ta đi trong luân hồi, không có ngày dừng. Buông hết si mê, chúng ta phải thường quán chiếu, thường xét nét kỹ càng ngoại cảnh bên ngoài, chẳng có gì thật hết. Đó là nói về phần ngoại cảnh. Kể đến, thân thiết với chúng ta nhất là thân và tâm. Thân của chúng ta có thật không? Ai cũng nói không, nhưng tôi chưa dám tin. Vì sao? Vì trên miệng thì nói không thật, nhưng ra đường gặp việc liền thành thật hết. Đó là một lẽ thật. Đức Phật dạy, thân chúng ta được kết hợp bởi rất nhiều phần, nói tổng quát gồm 4 phần: đất, nước, gió, lửa. 4 phần đó là gốc của thân này. Chất cứng là đất, chất ướt là nước, chất động là gió, chất ấm là lửa. Thiếu một trong 4 thứ đó thì thân này không còn. Trên cơ bản 4 thứ đó tụ hợp lại thành thân, nhưng còn phải bồi bổ nuôi dưỡng nó mỗi ngày nữa. Như hiện tại lỗ mũi chúng ta đang làm gì? Đang thở. Thở nghĩa là sao? Mượn không khí ở ngoài đem vô rồi trả ra, mượn trả liên tục như vậy gọi là thở. Nói ngồi chơi chứ có chơi đâu, cứ mượn trả không dừng. Nếu trả rồi mà làm biếng không mượn nữa thì chết mất. Lát mượn tách nước, mượn rồi trả. Lát mượn ổ bánh mì hoặc chén cơm, mượn rồi trả. Chỉ có mượn trả mà nhiều khi không chịu bình dị, còn muốn cầu kỳ nữa chứ. Nước cạn thì mượn nước, nước gì cũng được, phải nước này nước nọ mới chịu. Đất hết thì mượn đất, đất nào cũng được, nhưng phải đất có mùi vị hấp dẫn. Thành ra chúng ta khổ, khổ vì cầu kỳ. Chúng ta sống không đơn giản, vì mượn trả mà không biết thật mượn trả. Cứ nghĩ mình ăn, mình uống mà không ngờ mình đang mượn trả. Như vậy kiểm lại mỗi ngày, chúng ta sống bằng sự mượn trả, mượn trả. Khi cần mượn được mượn, khi cần trả được trả, đó là tốt. Mượn trả suôn sẻ là hạnh phúc, nếu mượn trả không suôn sẻ là mất hạnh phúc liền. Nên giá trị của con người nói thẳng ra chỉ là sự mượn trả mà thôi. Vậy mà chúng ta lại cho cái ngã này là trên thiên hạ, là số một, nói động tới thì không được. Quý vị thấy, thân này khi mượn thức ăn đem vô, tích lũy một ngày, rồi tuôn ra. Thời gian tích lũy đó, nó biến chất thành thứ này thứ nọ, thì mùi vị ra sao? Vậy mà ai nói anh này hôi quá liền giận ngay. Rõ ràng chúng ta sống bằng ảo tưởng, không có lẽ thật. Cái đẩy da hôi thối mà không chịu nhìn nhận, phải khen mới được. Rõ ràng chúng ta từ chối sự thật, nên không thấy được chân lý, sống bằng tưởng tượng. Sống bằng tưởng tượng là sống bằng si mê, không có lẽ thật. Đó là nói về chấp thân. Kế nói về chấp tâm. Tâm chúng ta có thật không? Vấn đề này quan trọng vô cùng. Khi quý vị giận ai thì nói tôi giận, buồn ai nói tôi buồn. Buồn thương giận ghét, cái nào cũng tôi hết. Như vậy cái tôi đó có thật không? Ví dụ mình đang giận ai trong nhà, bất thần thấy người bạn tri kỷ ở xa về, mừng quá quên giận, nên cái giận tan mất. Như vậy cái giận có thật không? Không. Lâu nay chúng ta cứ ngỡ rằng buồn, thương, giận, ghét là tâm mình. Ai nói trái ý hoặc làm trái ý mình thì không chịu nổi. Chính đó là cái khổ của chúng ta. Sống trong gia đình mà người chồng nghĩ khác, người vợ nghĩ khác thì sẽ thế nào? Sẽ gây gổ, có khi dẫn đến chia tay. Trong kinh A Hàm, Phật dạy một câu hết sức chí lý. Người biết tôn trọng chân lý là khi suy nghĩ vấn đề gì thì bảo đây là suy nghĩ của tôi, đừng nói rằng tôi suy nghĩ đúng. Nếu không thấy mình đúng thì đâu có cãi, dầu hai cái thấy khác nhau. Còn nếu thấy mình đúng, người khác sai thì sẽ sanh cãi giả. Như tôi ngồi trong thất, thấy phương Nam có cụm mây đen và có gió thổi qua, lát sau trời mưa. Ngày mai vừa thấy cụm mây đen ở phương Nam nhưng chưa biết gió phương nào,
Tôi vội kêu những người chung quanh đem đồ vô, lát nữa mưa. Nói như vậy là tôi nói theo kinh nghiệm hôm qua và xác định mình thấy đúng. Nếu ai không đem đồ vô, tôi giận vì nghĩ họ không nghe mình. Nhưng một lát gió phương Nam không thổi mà phương Bắc thổi qua, đã mây đó tan, trời không mưa. Như vậy tôi đúng hay sai? Sai rồi. Nên biết kinh nghiệm của mình có khi đúng, có khi sai. Nếu ta cho đó là chân lý thì ai nói khác mình sẽ cự lại. Như vậy có phải khổ không? Người tu phải biết rõ tâm suy nghĩ của mình không thật. Nhiều khi Phật tử không nhận định kỹ, nghe nói tâm mà không biết tâm là gì. Nhà Phật giải thích rất rõ, tâm là biết. Cái biết do suy nghĩ phân biệt là cái biết hư dối. Còn cái biết hiện tiền không thiếu vắng lúc nào, cái biết đó là chân thật, gọi là tâm. Thế nhưng đa số người lại chấp cái biết do suy nghĩ là tâm mình. Chấp như vậy nên cái biết chân thật bị ẩn khuất. Nhà Phật gọi cái biết chân thật sẵn có là chân tâm. Cái biết do suy nghĩ phân biệt là vọng tâm. Như khi chúng ta chẳng trang nhàn hạ, ra cội cây ngồi chơi, trong lòng không nghĩ, không tính toán gì hết. Lúc đó chim kêu, nghe gió thổi, chúng ta đều nhận biết rõ ràng, không lẫn lộn. Vậy mà chúng ta lại quên cái biết đó, chỉ nhớ cái biết sanh diệt liên miên do sự nghĩ tưởng vọng động của mình. Chúng ta chấp thân hư giả làm thân mình, chấp tâm sanh diệt làm tâm mình, thì chừng nào ra khỏi luân hồi? Nên nhớ, mình tu là để lặng hết tâm sanh diệt thì tâm chân thật mới hiện ra. Vì vậy các pháp môn trong đạo Phật cuối cùng đều gặp nhau chỗ cốt tâm được thanh tịnh. Như người niệm Phật muốn thấy Đức Phật Di Đà hiện thân đón rước thì phải niệm được nhất tâm bất loạn từ một ngày cho tới 7 ngày. Còn người tu thiền thì phải định tâm tọa thiền quán chiếu, thấy rõ các thứ suy nghĩ là hư huyễn không theo. Khi chúng lặng hết thì tâm chân thật hiện bày. Phật là giác, tánh giác sẵn có trong mỗi chúng ta, nên nói Phật tánh. Ai cũng có Phật tánh, nhưng vì vọng tưởng phủ che nên chúng ta không thấy. Bây giờ niệm Phật để dứt sạch những phủ che đó thì Phật tánh hiện bày. Chừng đó chúng ta thấy Phật. Phật Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, tức tuổi thọ vô lượng, hào quang vô lượng, tuổi thọ vô lượng, thì Phật tánh của mình không sanh không diệt nên cũng vô lượng. Phật tánh là hằng giác hằng tri sáng suốt nên gọi là vô lượng quang. Còn người tu thiền phải dừng lặng dòng tưởng dừng lặng rồi mới được định. Được định thì hết niệm sanh diệt, gọi đó là niết bàn. Trong kinh A Hàm có nói thế này: nếu người nào niệm Phật hay tu thiền quán tứ niệm xứ từ 1 ngày, 2 ngày cho tới 7 ngày, tâm không di động, không dao động, thì người đó sẽ chứng từ tam quả cho tới tứ quả A La Hán. Chứng A La Hán tức là chứng niết bàn. Như vậy dòng tâm lặng thì chân tâm hiện bày, không sanh không diệt. Khi đó tùy theo pháp môn tu mà chúng ta được vào niết bàn hay giảng sanh về cõi cực lạc. Trong nhà thiền có ví dụ rất hay. Như chúng ta xuống hồ, muốn nước đục đổ vào khạp. Nước đục nên đứng gần nhìn vào, chúng ta không thấy bóng của mình. Dần dần nước lóng xuống, cặn bã lặn hết thì nước trong. Như vậy nước trong đó mới có hay đã sẵn có? Sẵn có. Nhưng tại sao trước chúng ta không thấy? Tại vì cặn vì bẩn nên không thấy. Muốn thấy chỉ cần cặn bẩn lắng xuống hết thì nước trong hiện ra. Tâm chúng ta cũng vậy, suy nghĩ vọng tưởng đều là cặn bã. Những thứ đó lặn xuống rồi thì cái chân thật hiện bày, đó là chân tâm, là Phật tánh. Hiện giờ chúng ta mê lầm, chấp thân tứ đại dây mượn là thật, chấp tâm suy nghĩ hư dối là thật. Do hai thứ chấp ấy mà quên mất tâm chân thật luôn sẵn bên mình. Nên trong nhà thiền thường dùng câu cổng Phật đi tìm Phật, hay cởi trâu tìm trâu. Mình có Phật sẵn mà không chịu nhận, chạy tìm chỗ này chỗ kia, ngồi sẵn trên lưng trâu mà không biết lại đi tìm trâu, thật đáng thương. Tôi dẫn bài kệ trong kinh Niết Bàn, Phật dạy: chư hành vô thường thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt di lạc. Tạm dịch
các hành vô thường là pháp sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Các hành vô thường biến đổi là pháp sanh diệt. Nếu biết rõ pháp sanh diệt ấy rồi, không còn lầm lẫn chạy theo nó, từ đó sẽ tan biến. Nó tan biến, tức diệt mất rồi, chừng ấy cái lặng lẽ còn lại gọi là tịch diệt, cái ấy là vui. Cái vui này không sanh không diệt, chân thật hiện tiền, nên không bị vô thường làm biến đổi. Đây là cái vui cứu kính chân thật. Như vậy, Đạo Phật dạy tu lạc quan hay bi quan? Lạc quan. Lạc quan vì tìm được cái vui chân thật. Tất cả thú vui của thế gian hiện giờ là cái vui giả dối, tạm bợ, vui trong đau khổ. Thí dụ như quý vị coi đá bóng thấy vui, nhưng vui đó có lẫn khổ. Bên thắng thì vui, bên bại thì khổ. Vui trong cái khổ của người khác thì đâu phải thật vui, vậy mà người ta thích lắm. Cũng ở quê mấy chú thanh niên thích coi đá gà. Hai con gà đá nhau đổ máu mà người ta vỗ tay kêu vui. Vui trong cái chết chóc của loài vật, cái vui đó có tốt không? Thậm chí có nhiều người coi đấu quyền anh A hại được anh B nằm dài, người xem vỗ tay quan nghênh. Đó là cái vui trong cái đau khổ của người khác. Vì vậy cái vui của thế gian không phải thật vui. Chỉ khi nào tâm sanh diệt làm hết, tịch diệt hoàn toàn mới thật là vui. Như vậy những cái vui trong Đạo Phật là vui tốt đẹp, vui trong sự an lành của mọi người, chứ không phải vui trong sự đau khổ của kẻ khác. Nên Đạo Phật là đạo từ bi. Chúng sanh khổ thì ta khổ, chúng sanh vui thì ta vui. Đó là niềm vui chân chánh của Đạo Phật. Nếu làm cho người khác khổ mà mình vui, cái vui đó phàm tục, không phải niềm vui chân chánh tốt đẹp. Đã là Phật tử thì chúng ta phải tập vui trong đạo chân chánh. Người đói chúng ta cho họ một ít cơm, họ vui chúng ta vui theo. Người buồn chúng ta dùng lời an ủi, họ bớt buồn được vui, chúng ta vui với họ. Những niềm vui đó tuy cũng tạm bợ nhưng không có đau khổ kèm theo thì chúng ta nên thực hành. Còn những thứ vui trong nỗi khổ của kẻ khác tuyệt đối chúng ta không làm. Có người nói coi hát cải lương vui chứ đâu có khổ. Nếu vui tại sao đôi khi lại khóc? Cho nên nói đi coi cải lương cho vui, không ngờ đi khóc. Qua đó để thấy rằng con người không tìm niềm vui thật mà tìm niềm vui trong ảo tưởng. Chỉ có đến với đạo, tu hành chân chánh, chúng ta mới tìm được niềm vui thật. Ví dụ gần nhất, như khi quý vị ngồi niệm Phật hoặc ngồi thiền chừng 5-10 phút, tâm lặng yên, thanh tịnh, không nghĩ, không suy. Lúc đó gương mặt quý vị rất tươi tắn, tuy không cười nhưng hiện rõ nét hoan hỷ an lạc từ bên trong. Ngược lại, quý vị ngồi chừng 5-10 phút, lát nhớ giận người này, tức người kia, vân vân, thì gương mặt lát đỏ, lát xanh, thấy đáng ghê sợ. Mới thấy rằng chúng ta biết tu, tâm lặng yên thanh tịnh thì có niềm vui chân thật. Còn vui trong đối đãi tạm bợ là vui trong cái khổ, chưa phải niềm vui chân thật. Muốn tìm được niềm vui chân thật thì chúng ta phải theo sự hướng dẫn của chư Phật, Bồ Tát. Các vị tu hành trước chỉ bảo, nghe rồi ứng dụng tu hành để nhận ra và sống được với lẽ thật sẵn có nơi mình. Như thế mới mong được giải thoát an vui. Tôi giảng tới đây, quý vị thấy Đạo Phật là bi quan hay lạc quan yêu đời?